chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 13. Chương 241 Muốn hay không cho sở tướng quân tiện thể chút vật phẩm, vì để phòng vạn nhất, sở nhược yên đem gian nhược hai người mang về viện tử của mình. Chúng ta dự định đi biên cảnh một chuyến, các ngươi muốn hay không cho sở tướng quân tiện thể chút vật phẩm. Gian nhược hạ giọng, sở nhược yên nghe vậy, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, có, đoạn thời gian trước mẹ ta cho ta cha may mấy bộ áo bông. Gian nhược bưng miệng cười, cái này sự tình giao cho chúng ta đi, cam đoan để sở tướng quân mặc vào tràn ngập yêu thương áo bông sở nhược yên bị gian nhược một phen chọc cười, Linh Nhi nhìn xem quay trở lại sở nhược yên, trong lòng một trận mừng thầm, làm nàng nhìn thấy gian nhược hai người lúc, lại một mặt mộng, tiểu thư đây là. Vừa ra cửa liền kết giao bằng hữu, sở nhược yên đi vào Linh Nhi trước mặt, hạ giọng nói, Linh Nhi, ngươi đi đem mẹ ta gọi tới, ngươi liền nói, tiêu gia cùng tiêu phu nhân đến, vâng, tiểu thư. Linh Nhi đối cùng Giang Nhược hai người phúc phúc thân thể, quay người rời đi viện tử sở nhược yên nhiệt tình kêu gọi gian nhược hai người hai người các ngươi ngồi cái này chờ một chút ta đi pha trà gian nhược nhìn xem sở nhược yên bóng lưng ngoắc ngoắc khóe môi quả nhiên là cái tiểu khả ái gian nhược giật giật tiêu thừa cẩn ống tay áo phủ tướng quân đại tiểu thư rất không giống bình thường a à. tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng có thể là theo sở tướng quân tính tình đi nàng khi còn bé thế nhưng là trong kinh thành tiểu bá vương đúng lúc này sở nhược yên bưng khay đi tới, trực tiếp đi vào gian nhược bên người, nàng châm dân trà nước về sau, chững chặt đàng hoàng mà nói, tiêu gia, tiêu phu nhân, mời dùng trà, tạ ơn. Giang nhược tiếp nhận chén trà, cười một tiếng, đúng, ngươi cùng ninh thế tử tiến triển thế nào rồi, sở nhược yên gương mặt ửng đỏ, hơi có vẻ ngượng ngùng nói, liền như thế, hắc hắc. Mỗi ngày đi tầng lâu sở quán hẹn hẹn hò cái gì, tướng quân phu nhân tại Linh Nhi nâng đỡ, bước nhanh vội vã chạy đến, trên đường nàng liền suy nghĩ, tiêu gia, tiêu phu nhân, bọn hắn đến cùng là, ai, hẳn là, là tể châu vị kia, tướng quân phu nhân mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, làm nàng nhìn thấy tiêu thừa cẩn cùng gian nhược một khắc này, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, nguyên lai thật sự là bọn hắn, tướng quân phu nhân tiến vào trong sảnh, phúc thân hành lễ, cung kính nói, thần phụ gặp qua tiêu gia, tiêu phu nhân. Giang Nhược đứng dậy, đưa tay đỡ dậy tướng quân phu nhân tướng quân phu nhân mau mau xin đứng lên tướng quân phu nhân vẻ mặt nghiêm túc quay người đối linh nhi phân phó nói linh nhi ra ngoài trông coi vâng phu nhân linh nhi nhìn xem tướng quân phu nhân nghiêm túc bộ dáng tranh thủ thời gian chạy tới bên ngoài viện trông coi nương ải hai người này thân phận không tầm thường đi tiêu phu nhân ngài mau mời ngồi tướng quân phu nhân mặt mày giãn ra một chút sở nhược yên ngồi tại tướng quân phu nhân bên cạnh thân, cười hít mắt nói, mẫu thân, tiêu gia cùng tiêu phu nhân muốn đi biên cảnh, ngày đoạn thời gian trước không phải vừa cho phụ thân làm áo bông, tướng quân phu nhân mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại sở nhược yên, yên nhi, chớ có nói bậy, gia nhược cười hắc hắc, tướng quân phu nhân, chúng ta hôm nay chính là vì chuyện này đến, giờ dậu trước. Ngài đem cần mang hộ cho sở tướng quân vật phẩm, đưa đi chớ có hỏi tiểu lâu chúng ta nhất định sẽ đưa đến sở tướng quân trong tay, có thể mang nhiều một chút ha. Tướng quân phu nhân nghe vậy, liên tục gật đầu ngỏ ý cảm ơn, nếu như thế, thần phụ liền cảm ơn ngươi nhóm, nhà mình phu quân cùng nhi tử ba năm chưa về kinh, nói không tưởng niệm là giả. Nghĩ đến sáng nay truyền ngôn, tướng quân phu nhân hơi có vẻ ưu sầu nói ra, cũng không biết lần này, biên cảnh có thể hay không lên chiến loạn, tiêu thừa cẩn nghe vậy, cùng gian nhược liếc nhau. Lần này đi biên cảnh, có thể để tiểu phụng hoàng đi chấn nhiếp một chút bắt ngự vương triều binh sĩ, còn tiểu phụng hoàng là bọn hắn hộ quốc thần thú, ha ha, cỡ lớn đánh mặt hiện trường, trầm mặt một lát sau, tiêu thừa cẩn trầm giọng nói, tướng quân phu nhân, biên cảnh trước mắt sẽ không lên chiến loạn, ngài thoải mái tinh thần liền tốt, tướng quân phu nhân khẽ thở dài một tiếng, hy vọng như thế đi, giang nhược cùng tiêu thừa cẩn cũng không có tại phủ tướng quân chờ lâu, tìm một cái lấy cớ liền rời đi, ra cửa sau, sở nhược yên đối gian nhược thấp giọng nói ra tiêu phu nhân có rảnh thường tới chơi a à? gian nhược trêu chọc mà nói trở về sau sẽ tìm ngươi chơi có điều ngươi cũng nên đi tìm cái kia tay ăn chơi lời vừa nói ra sở nhược yên mới giật mình mình quên hôm nay chính sự khi cái gì chúng ta lần sau trò chuyện a à, ta đi trước sở nhược yên co cẳng liền chạy hỏng bét cũng không biết chó thế tử bị những cái kia mỹ nhân câu đi hồn không có nghĩ như vậy sở nhược yên càng kịch liệt hơn. Tướng quân phu nhân nhìn xem biến mất tại góc trẻ sở nhược yên, bất đắc dĩ nâng tráng, mỗi ngày cùng cái đứa nhà quê, còn thế nào lấy chồng A, tiêu gia, tiêu phu nhân, để các ngươi chê cười. Tướng quân phu nhân ngượng ngùng nói, gia nhược cười hắc hắc, sở tiểu thư tính cách sáng sủa, rất tốt, cáo từ, tướng quân phu nhân cùng Linh Nhi phúc phúc thân thể, tiêu gia, tiêu phu nhân đi thông thả, đông cung tiêu mạch thành biết được bắt ngự muốn cùng đại diễm vương triều khai chiến ra ngoài làm tặc chột dạ tâm lý trong lòng hoảng phải một nhóm cắt xén lương thảo một chuyện mình cũng tham dự trong đó nếu như hai nước thật muốn giao chiến lương thảo không đủ chiến bại nghĩ như vậy tiêu mạch thành dần dần đổi sắc mặt tiểu thuận tử cùng bản cung đến thư phòng tiêu mạch thành nói đem chén trà trong tay hướng trên bàn vừa để xuống nô tài tuân mệnh Tiểu thuận tử nhìn xem đột nhiên trở mặt tiêu mạch thành, trong lòng sợ hãi không thôi, tiêu mạch thành đi vào thư phòng sau, tiểu thuận tử liễm hạ mặt mày, tranh thủ thời gian mài mực, phái người bí mật đưa đi phủ thừa tướng, vâng, điện hạ. Tiểu thuận tử cầm lên phong thư, không người lui ra, tiêu mạch thành vuốt vuốt hơi đau mi tâm, suy nghĩ ngàn vạn, phụ hoàng thân thể bây giờ chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu, vì cái gì liền không chịu đem hoàng vị giao cho mình đâu. Đường Trung hút nói rất đúng, có một số việc liền phải tiên hạ thủ vi cường mới được, đúng, tỉnh táo, không thể lùi bước, cắt xén lương thảo sự tình một khi bị vạch trần, phải làm cho đường Trung hút cổng nồi mới được, nghĩ đến chỗ này, tiêu mạch thành khóe môi câu lên một vòng âm tàn ý cười, bóng đêm tràn ngập, Giang Nhược cùng tiêu thừa cẩn đi vào chớ có hỏi tử lâu, bạch trưởng quỷ nhìn thấy hai người, một mặt vui mừng đem bọn hắn đưa vào nhã gian, chủ tử, thuộc hạ vừa nhìn thấy tiêu mạch thành cùng đường trung hút tuần tự tiến vào đối diện trà lâu, bọn hắn nhất định là tại mưu đồ bí mật cái gì. Bạch trưởng quỷ nói, đem cửa sổ mở ra, tiêu thừa cẩn nhìn xem đối diện trà lâu, ngoắc ngoắc khóe môi, bạch trưởng quỷ, đi đem phủ tướng quân đồ vật mang lên đi, vâng, chủ tử. Bạch trưởng quỷ không người lui ra, tiêu thừa cẩn nắm da nhược tay đi vào cửa sổ, nhược nhược, đợi lát nữa chúng ta đi nhìn một cái, tốt. Giang Nhược sờ lên cầm, lộ ra một vòng cười xấu xa, đợi lát nữa, đi hù dọa một chút cấu kết với nhau làm việc xấu hai người. Bạch trưởng quỷ dẫn theo mấy cái bao phục đi lên về sau, trực tiếp để ở một bên giường êm bên trên. Hai vị chủ tử, muốn hay không lưu lại dùng bữa. Tiêu thừa cẩn nhìn thoáng qua có chút không kịp chờ đợi gian nhược, trầm giọng nói, chúng ta tới lấy những vật phẩm này, cũng không cần thiện, ngươi đi mau đi, thuộc hạ cáo lui tại bạch trưởng quỷ lui ra về sau, Giang Nhược Trân Tru đem mấy cái bao phục thu vào không gian, đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái, ha ha, không phải đem bọn hắn sợ mất mật không thể, chương 242, giả tâm quá lớn, không tốt trưởng khống, trà lâu nhã gian, tiêu mạch thành trúc bỏ đấu bồng màu đen, mặt lạnh ngồi tại trước bàn, thái tử điện hạ, ngài hẹn vi thần có chuyện gì. Đường Trung Húc cầm lấy ấm trà, cho tiêu mạch thành châm dân trà nước, Tiêu Mạch Thành hừ lạnh một tiếng, nhạc phụ đại nhân, bản cung hẹn ngươi tới tất nhiên là có việc thảo luận. Đường Trung Húc nhìn xem Tiêu Mạch Thành bộ dáng, ngầm đâm đâm nghĩ, thảo luận, ta nhìn ngươi là nghĩ gõ bản tướng đi. Được rồi, vì nhà mình nữ nhi có thế ngồi lên hoàng hậu vị trí, trước hết nhẫn nại một chút đi. Tiêu Mạch Thành uống một miệng trà, ngữ khí không vui nói, hôm nay bản cung là đến khuyên bảo nhạc phụ đại nhân, về sau làm việc cẩn thận một chút, đặc biệt là chuyện kia nhất định phải giao cho người có thể tin được đi làm, nếu là tiết lộ phong thanh, thế nhưng là chém đầu cả nhà tội danh, đường trung hút trong mắt, trên mặt hiện lên một tia bất mãn, thái tử điện hạ yên tâm, vì thần cam đoan phòng ngừa sai sót, vạn nhất biên cảnh thật lên chiến loạn. Tiêu Mạch Thành nói, nhìn về phía đường trung hút, đường trung hút tất nhiên là biết Tiêu Mạch Thành đang lo lắng cái gì, hắn cho Tiêu Mạch Thành châm dân trà nước, một bộ bình tĩnh bộ dáng, thái tử điện hạ, ngài chớ có lo lắng hai nước giao chiến cũng không có gì không tốt ngài nghĩ a à, vạn nhất sở tướng quân chiến bại chúng ta liền thừa cơ cho hắn kéo xuống đến lúc đó phi thần sẽ tiến cử người của chúng ta tiếp nhận tướng quân chức binh quyền giữ tại trong tay của ngài ngài liền có thể thuận lợi leo lên hoàng vị tiêu mạch thành nghe vậy lộ ra một vòng nụ cười hài lòng trong lòng thì càng thêm đề phòng đường trung hút người này giả tâm quá lớn không tốt chưởng khống Giang Nhược cùng Tiêu Thừa Cẩn ngồi tại sát vách Nhã Giang, chi cạnh lỗ tai nghe mơ hồ trò chuyện âm thanh. Cái này đường trung hút còn rất tổn hại, trước hết để cho bọn hắn đắc ý mấy ngày, qua một thời gian ngắn, chúng ta vụn trộm báo cáo bọn hắn. Giang Nhược nói, một mặt tức giận, Tiêu Thừa Cẩn nghe vậy, nghiêm trang nói. Vậy liền để bọn hắn qua một cái chấn động lòng người niên kỹ tốt, Giang Nhược đưa tay nhéo nhéo tiêu thừa cẩn khuôn mặt tuấn tú, liền theo ngươi nói đến lo liệu, hắc hắc, tiêu thừa cẩn nhìn xem sắc trời bên ngoài, thấp giọng nói, nhược nhược, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, ta một hồi liền ra ngoài. Giang nhược nói, chỉ chỉ cửa sổ, tiêu thừa cẩn cưng chiều cười một tiếng, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, giang nhược uống hết một chén nước trà, hắn giọng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt. Trong trà lâu vang lên một trận hoảng sợ tiếng kêu to, có ai không, bắt trộm A có người cướp ta túi tiền lầu dưới các khách uống trà nghe được lầu hai truyền đến tiếng kêu to phần phật chạy tới bắt trộm là tiếp theo bọn hắn muốn nhìn náo nhiệt nhã gian bên trong tiêu mạch thành cùng đường trung hút nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm lập tức có loại cảm giác không ổn cái này người sẽ không là cố ý a à. tiêu mạch thành đứng dậy đem đấu bồng màu đen mặt lên người đường trung hút cảnh giác nhìn về phía cổng vẫn không quên trấn an tiêu mạch thành thái tử điện hạ ngài an tâm chớ vội chúng ta chờ bắt tặc người đi lại đi ra tiêu mạch thành bất đắc dĩ đành phải ngồi trở lại trước bàn các khách uống trà sau khi lên lầu giang nhược mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra vừa mới ta ở đây thưởng thức trà chợt xông vào đến một người hắn đoạt ta túi tiền liền chạy một trà khách nghe vậy gãi đầu một cái vị tiểu huynh đệ này chúng ta không nhìn thấy có người từ trên lầu đi xuống a ngươi có phải hay không hoa mắt Giang Nhược ra vẻ luống cuốn sờ lấy bên hông, gấp khóc lên tiếng, ô ô. Ta không có hoa mắt, thực sự có người đoạt ta túi tiền, hắn nhất định trốn ở cái nào đó gian phòng. Các khách uống trà nghe vậy, nhao nhao biểu thị, tiểu huynh đệ chớ có sốt ruột, chúng ta giúp ngươi tìm ra tạc nhân. Giang Nhược giả vờ giả việc vuốt một cái nước mắt, trà lâu trưởng quỷ xem xét cái này tư thế, không cam lòng yếu thế mà nói, vị khách quan kia, ngươi đừng có gấp phát hỏa đã cái này chuyện phát sinh tại chúng ta trà lâu, chúng ta liền sẽ không bỏ mặt, ta cái này dẫn người xem xét gian phòng, hết thảy tám gian nhã gian, trà lâu trưởng quỷ mang theo gian nhược, từng cái gõ cửa xem xét một phen, gian nhược nhìn một chút đầu cuối người trà lâu trưởng quỷ, trong lòng có chút ấy nấy, nhưng không nhiều, được rồi, liền nhiều trả một chút nước trà tiền đền bù một chút đi, ra mấy gian sau phòng, gian nhược đồng đều lắc đầu, biểu thị bên trong không có mình muốn tìm tạc nhân trà lâu trưởng quỷ nhìn xem cuối cùng một gian nhã gian, lông mày nhăn nhăn, vị này tiểu công tử, ngài còn muốn tìm sao, cái này trong gian phòng trang nhã là thừa tướng đại nhân. Giang nhược nghe vậy, lập tức lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ, cái kia trong ví có mẫu thân của ta, trà lâu trưởng quỷ không nói hai lời, quay người đi hướng tiêu mạch thành chỗ nhã gian. Mà những cái kia các khách uống trà cảm thấy, tặc nhân nhất định giấu ở cuối cùng căn này nhã gian, bọn hắn đi theo gian nhược sau lưng, ma quyền sát trưởng. Trong gian phòng trang nhã tiêu mạch thành cùng đường trung hút nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, đứng ngồi không yên. Những người này tại sao còn chưa đi, làm cái gì đâu, thùng thùng, xảy ra bất ngờ tiếng đập cửa, cả kinh hai người có một cái chớp mắt ngây người. Tiêu mạch thành vô ý thức đem áo tròn bên trên mũ mang tốt, người đi mở cửa, tranh thủ thời gian đuổi bọn hắn, đường trung hút hạ giọng, vâng, thái tử điện hạ, hắn thu liễm một chút biểu lộ, xoay người lại tới cửa. Kết kết, cửa mở một nháy mắt, trà lâu trưởng quỷ dơ lên khuôn mặt tươi cười, thừa tướng đại nhân, vừa mới có tặc nhân. Phía sau các khách uống trà nhìn xem mang theo áo tràng tiêu mạch thành, lúc này hét lên, mọi người mau nhìn a, à, tặc nhân trốn ở chỗ này đâu, không khí nháy mắt ngưng kết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tại người khác không nhìn thấy góc độ, gian nhược lộ ra một vòng ý cười, ha ha ha, tiêu mạch thành, ngươi mặc đồ này, quá phù hợp tạc nhân hình tượng ngồi tại trước bàn là tiêu mạch thành nói bản cung là tạc nhân quả thực lẽ nào lại như vậy vốn là bí mật đến đây thảo luận sự tình lần này tốt mọi người đều biết đường trung hút nghe xong trà khách khí mắt tối sầm lại cái này bị cướp túi tiền gia hỏa có phải là cố ý tiêu mạch thành càng nghĩ càng giận đằng một chút đứng người lên khi hắn xoay người lúc đằng sau có người kinh hôn một tiếng thái tử điện hạ như thế nào là ngài Giang Nhược nhìn vẻ mặt nộ khí tiêu mạch thành, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, trở lại nhã Giang. Nàng đem một thỏi bạc đặt lên bàn về sau, từ cửa sổ nhảy xuống. Tiêu thừa cẩn đi lên trước, tâm tình vui vẻ nói, chơi chán. Giang Nhược bưng miệng cười, hắc hắc, tiêu mạch thành đều sắp tức giận điên. Nhã Giang cổng, thảo dân gặp qua thái tử điện hạ. Đám người nhao nhao quỳ xuống hành lễ, tiêu mạch thành hừ lạnh một tiếng, không vui nói, miễn lễ hắn sau khi nói xong, trực tiếp vất tay áo rời đi, đường trung hút ném một thỏi bạc, một mặt tức giận mà nói, bắt trộm người A, à. tại hai người sau khi rời đi, trà lâu trưởng quỷ cùng các khách uống trà còn có chút mộng phê, cái này đến cùng tình huống như thế nào A, à? thái tử điện hạ cùng thừa tướng đại nhân làm sao ở chỗ này A, à? cái này náo nhiệt có chút lớn, chương 243, cái kia tìm túi tiền gia hỏa đây, trên đường phố. Giang Nhược nhìn xem từ trong trà lâu thở phì phì đi ra tiêu mạch thành, cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha, để các ngươi lén lút, lần này tốt, bại lộ đi. Tiêu thừa cẩn im hơi lặng tiếng từ dưới đất nhặt lên mấy khỏa cục đá, đối tiêu mạch thành đầu cùng bắp chân đánh tới. Ai yêu, tiêu mạch thành thân thể lão đảo một chút, kém chút ngã nhào trên đất, dừng ở cách đó không xa bên cạnh xe ngựa tiểu thuận tử, đang nghe tiêu mạch thành thấp giọng hô thanh âm lúc, tranh thủ thời gian chạy tới điện hạ, ngài không có sao chứ, tiêu mạch thành mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bản cung vô sự, tranh thủ thời gian về đông cung, đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm ngoái nhìn nhìn một vòng, trực tiếp hướng phía xe ngựa đi đến, đêm nay cái kia tìm túi tiền tiểu tử, nhất định là cố ý, gian nhược lay một chút tiêu thừa cẩn, tiêu thừa cẩn ngầm hiểu, mau đem trong tay cục đá đưa tới gian nhược trong tay, lúc này, tiêu mạch thành chính dẫm lên trên ghế ngựa xe ngựa đi ngươi giang nhược ném ra một viên cục đá đối bắt chân của hắn đánh qua không sai không kém viên kia cục đá vừa vặn đánh tới tiêu mạch thành trên bàn chân tiêu mạch thành nhất thời không quan sát đạp hụt ghế ngựa trực tiếp quẳng ghé vào trên ghế ngựa tiểu thuận tử kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian đỡ dậy tiêu mạch thành điện hạ ngài có hay không ngã thương tiêu mạch thành vuốt vuốt quãng đau đầu gối nghe răng quét miệng nói có người nghĩ ám hại bản cung đi nhanh lên tiểu thuận tử nghe vậy cảnh giác nhìn một vòng chung quanh không có người khả nghi a à, điện hạ có phải là suy nghĩ nhiều điện hạ về sau ra tới nhất định phải mang theo ám vệ tiểu thuận tử miệng thảo luận mau đem tiêu mạch thành diều vào trong xe ngựa phân phó xa phu mau chóng rời đi ha ha ngã chết ngươi cái này đồ chó giang nhược nhìn xem rời đi xe ngựa cười đắc ý lên tiếng Tiêu thừa cẩn nhìn xem tâm tình không tệ gian nhược, quay người lại đi nhặt mấy khỏa cục đá, đằng sau còn có một cái chờ lấy chịu thu thập đây này, đường trung hút từ nhã gian sau khi ra ngoài, một mực cẩu tại trà, cửa lầu, hắn nghe trong trà lâu xì xào bàn tán, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, các ngươi nói, thái tử điện hạ cùng đường thừa tướng tại mưu đồ bí mật thứ gì đâu, có thế có cái gì, còn không phải là vì sớm ngày ngồi lên vị trí kia, suyệt, nhỏ giọng một chút đây chính là rơi đầu sự tình. Đường Trung Húc trong lòng rất thấp thỏm, có những cái này nói nhảm bát quái, đêm nay cùng Thái tử Điện Hạ gặp mặt sự tình, sẽ rất nhanh truyền đến Hoàng thượng nơi đó đi, thôi, ra tới uống trà gặp được người quen không nhiều bình thường. Đường Trung Húc khi nhìn đến tiêu mạch thành cưỡi xe ngựa sau khi rời đi, mới nghênh ngang rời đi, tại trà lâu cách đó không xa chờ lấy cả sai vặt nhìn thấy đường Trung Húc về sau, một mặt lo lắng đón, thừa tướng đại nhân, tiểu nhân vừa mới nghe nói, ngài cùng thái tử điện hạ, ngậm miệng, hồi phủ. Đường Trung hút vất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy nộ khí, tiếp theo một cái chớp mắt, đường Trung hút chợt nhớ tới chuyện này kẻ cầm đầu, cái kia tìm túi tiền gia hỏa đâu, nếu như không phải tên kia khăng khăng tìm túi tiền, hắn cùng thái tử tại trà lâu gặp mặt sự tình cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Đường Trung Húc đứng tại trên đường phố, một mặt phẫn nộ nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường vừa rồi tại nhã giang có chút bối rối mơ hồ nhìn thấy tìm túi tiền gia hỏa thân mang màu đen áo bào đường trung hút nhìn một vòng cũng không có phát hiện màu đen thân ảnh hắn ngầm đâm đâm nghĩ cái này tìm túi tiền người nhất định là cố ý ra tới một chuyến quả thực quá không may giang nhược cùng tiêu thừa cẩn tụ cùng một chỗ nói nhỏ quan sát đến đường trung hút từng hành động cử chỉ ha ha ngươi nhìn đường Trung Húc có phải là đang tìm chúng ta, Giang Nhược nói, lấy ra một viên cục đá nhìn về phía đường Trung Húc, ai yêu, là ai đối bản thừa tướng hạ độc thủ, cút nhanh lên ra, đường Trung Húc còn chưa nói xong, Giang Nhược ngay sau đó thưởng hắn một viên cục đá, a, à, bản thừa tướng miệng, đường Trung Húc che lấy chảy máu miệng, trong mắt đều là sợ hãi, Giang Nhược cười hắc hắc, để ngươi mắng nửa mắng liệt đấy, đập vỡ mồm ngươi ba. Tiêu thừa cẩn nắm cả gian nhược thân eo, khóe môi hơi câu, một mặt xem trò vui bộ dáng, gã sai vặt nhìn xem đường trung hút vết máu trên tay, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không tốt, có người nghĩ ám sát nhà hắn thừa tướng, thừa tướng đại nhân, tiểu nhân cảm thấy có người nghĩ ám hại ngài, chúng ta đi nhanh lên đi. Cả sai vặt trung rễ thanh âm sau khi nói xong, lặng lẽ sờ sờ lui lại hai bước, đường trung hút nghe vậy, trong lòng cả kinh là ai nghĩ ám hại mình, nhất định là Giang Kỳ Niên phái người, xe ngựa ngừng cái kia rồi. Đường Trung Húc nói, nhấc chân liền đi, thừa tướng đại nhân, xe ngựa liền dừng ở phía trước cửa ngõ, ngài cẩn thận một chút. Gã sai vặt không dám chần chờ, theo sát tại đường Trung Húc sau lưng, trong lòng sợ hãi cực, vị này hảo hán, tuyệt đối không được giết nhầm người A. Giang Nhược nhìn xem đường Trung Húc chủ tớ hai bóng lưng rời đi, cầm trong tay cục đá nhìn về phía hai người ha ha, ngã chết ngươi cái này đồ chó, đường trung hút chủ tớ hai người vội vàng không kịp chuẩn bị té ngã trên đất, là mập làm, cho bản tướng cút ra đây. Đường trung hút che miệng, hùng hùng hổ hổ đạo, gã sai vặt trung lẫy bẫy nằm rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng, chung quanh tụ tập một chút xem náo nhiệt bách tính, hai tên tiểu tử xem xét là đương kim thừa tướng, một mặt ân cần đi hướng trước, trân tru đem bọn hắn nâng đỡ, thừa tướng đại nhân. Ngài không có sao chứ, đường trung hút đập sợ bụi đất trên người chỉnh sửa lại một chút áo bào không sao bản tướng chỉ là không cẩn thận trượt chân hai tên tiểu tử liếc nhau tranh thủ thời gian phụ họa nói hóa ra là dạng này a à, vậy ngài gào to cái gì a à? Gia nhược cùng tiêu thừa cẩn làm xong sự tình quay người rời đi đêm nay còn có chính sự tạm thời liền đến chỗ này đi trước hết để cho các ngươi đắc ý mấy ngày công chúa phủ cô cô chúng ta đêm nay đi biên cảnh đưa một chút chống lạnh vật phẩm, sẽ rất mau trở lại đến. Giang Nhược nói, Tiểu Phụng Hoàng xuất hiện phía trước sảnh, An Nhiên công chúa cho Giang Nhược bó lấy áo khoác, một mặt lo lắng mà nói, Nhược Nhược, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi cùng Cẩn Nhi muốn bao nhiêu mặc chút áo bông, Thịnh Vân Thiệu nghe vậy, trong đầu Linh Quang lóe lên, hắn cười hiếp mắt nói, nha đầu, không bằng như vậy đi, hai người các ngươi trùng lên hai giường chăn bông, dạng này liền sẽ không lạnh gian nhược cùng tiêu thừa cẩn đúng a à, bọn hắn làm sao liền nghĩ đến cái chủ ý này đâu cứ như vậy định tiểu phụng hoàng nghiêng tai nghe bọn hắn nói chuyện nháy một chút con mắt nó âm thầm phát lực độ ấm thân thể tăng cao một chút tỷ tỷ, ngươi thử xem cái này nhiệt độ có đủ hay không ấm áp gian nhược nhìn vẻ mặt ngạo kiều tiểu phụng hoàng tranh thủ thời gian đưa tay bám vào trên người của nó cái này nhiệt độ có chút cao a à. ta đi nhưng chớ đem cái này lông vũ cho nướng cháy, còn trông cậy vào ngươi bay tới bay lui đâu. Giang Nhược cẩn thận từng ly từng tí mà nói, tiểu phụng, ngươi tranh thủ thời gian hạ nhiệt một chút, nhưng chớ đem xinh đẹp như vậy lông vũ cho đốt. Tiểu phụng hoàng một mặt đắc ý, âm thầm tăng lớn nhiệt độ, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thụ hàng. Giang Nhược nghe vậy, một mặt cảm động ôm lấy tiểu phụng hoàng, tiểu phụng, ngươi thật tốt, ngươi chính là tỷ tỷ ấm bảo phượng bị ôm lấy tiểu Phụng Hoàng, một mặt đắc ý nhìn xem Tiêu Thừa Cẩn, "Cậu nam nhân, ngươi đố kỵ không đố kỵ a?" À. Tiêu Thừa Cẩn nhìn xem tiểu Phụng Hoàng thiếu thiếu bộ dáng, nhíu mày, "Hừ, da không có chút nào đố kỵ." Chương 244, biên cảnh trấn nhỏ, dưới bóng đêm, Thịnh Vân Thiệu nhìn xem trùng lên chăn bông gian nhược cùng Tiêu Thừa Cẩn, hài lòng nhẹ gật đầu, "Có ấm bảo, có chăn bông, lần này có thế yên tâm." Nha đầu các ngươi đừng quên đi dân tộc du mục bên kia làm hai đầu bò sữa, ta muốn cho ngươi cô cô. Giang Nhược nghe vậy, tiếp lời gốc trạ, lão đầu, ngươi đem tâm thả trong bụng, ta cam đoan để cô cô uống ái tâm sữa bò. An nhiên công chúa tự nhiên là minh bạch ý tứ trong đó, nàng đỏ lên bên tai, trừng mắt liếc thịnh vân thiệu, nhược nhược, các ngươi đến biên cảnh cẩn thận một chút, Giang Nhược cười hắc hắc, yên tâm đi, cô cô, cô cô, nhạc phụ đại nhân, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ rất mau trở lại đến." Tiêu Thừa Cẩn sau khi nói xong, bó lấy chăn bông, đối Giang Nhược gương mặt bẹp hôn một cái, hắn dùng ngữ khí đắc ý đối Tiểu Phụng Hoàng nói ra, "Tiểu Phụng, cất cánh đi." "Tiểu Phụng Hoàng, cậu nam nhân, vậy mà thân tỷ tỷ, tốt khí." Tiểu Phụng Hoàng không cam lòng yếu thế nghiêng đầu, lấy lòng cọ sát Giang Nhược gương mặt, "Tỷ tỷ, ngươi ngồi vững vàng, chúng ta đi." Tại Thịnh Vân Thiệu cùng An Nhiên Công chúa nhìn chăm chú, Tiểu Phụng Hoàng đằng không mà lên, biến mất ở trong trời đêm. Cẩu Nam Nhân chỉ đường. Tiểu Phụng Hoàng khó chịu nói, Tiêu Thừa Cẩn ôm chặt gian nhược, không nhanh không chậm trả lời, hướng phía phương hướng tây bắc dùng sức bay, đắc ý ngữ khí, cùng Tiểu Phụng Hoàng ngữ khí hoàn toàn tương phản. Tiểu Phụng Hoàng hừ lạnh một tiếng, biết. Tiêu Thừa Cẩn nghe Tiểu Phụng Hoàng khó chịu ngữ khí, nhíu mày, ai? tiểu phụng lại sinh khí, cảm nhận được tiểu phụng hoàng trên thân truyền đến nhiệt độ, tiêu thừa cẩn mừng thầm, cái này ấm bảo bảo còn được, giang nhược thò đầu ra, đối tiểu phụng hoàng nói, tiểu phụng, mệt mỏi liền nói một tiếng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày lại đi, tiểu phụng hoàng nghe giang nhược lời quan tâm, rất là vui vẻ, hắc hắc, một đêm liền có thể đến biên cảnh, tỷ tỷ, ngươi ngủ một lát nhi đi. Tiêu thừa cẩn nhìn xem bóng đêm mịt mờ, đem gian nhược thật chặt nắm ở trong ngực ấm áp bao bọc toàn thân gian nhược lộ ra nụ cười hài lòng ủ rũ đánh tới nàng đóng lại tầm mắt dần dần tiến vào mộng đẹp biên cảnh trấn nhỏ tiểu phụng hoàng một đường hướng phía phương hướng tây bắc phi hành tại trời tờ mờ sáng lúc đến biên cảnh một chỗ trấn nhỏ nhược nhược chúng ta đến biên cảnh tiêu thừa cẩn nhẹ giọng kêu gian nhược vuốt vuốt nhập nhèm con mắt thấp giọng thì thầm nói cái này đến Tiểu Phụng tốc độ phi hành rất nhanh a. À. Tiểu Phụng, ở phía trước tìm địa phương không người hạ xuống. Tiêu Thừa Cẩn nói, lấy đem áo khoác tròn tại gian nhược trên thân. Tiểu Phụng Hoàng tại Tiêu Thừa Cẩn chỉ dẫn dưới, đáp xuống trấn nhỏ lân cận. Gian nhược vuốt ve Tiểu Phụng Hoàng đầu. Tiểu Phụng, tối nay vất vả ngươi, tiếng không gian nghỉ ngơi đi thôi. Tiểu Phụng Hoàng một mặt đắc ý, tại tiếng không gian trước, nhu thuận nói, tỷ tỷ, ta là sẽ không cho ngươi cản trở mới tới biên cảnh, gian nhược có chút hưng phấn, nàng ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ nghe được thị trấn bên trên truyền đến thanh âm huyên náo, tiêu thừa cẩn ôm lấy chăn bông, mở miệng nhắc nhở, nhược nhược, đem chăn bông nhận lấy đi. gian nhược nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu một cái, cái này thu lại ha. biên cảnh nhiệt độ không khí có chút thấp a, à. gian nhược xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt tỏa sáng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng từ không gian lấy ra hai đỉnh bông vải mũ cái này bông vải mũ là ta để liễu ma ma may, lông hồ ly, nhìn xem giữ ấm hiệu quả. Giang Nhược nói, cười tủng tiễn đem bông vải mũ mang tại tiêu thừa cẩn trên đầu. Tiêu thừa cẩn đưa tay sửa sang một chút bông vải mũ, từng, rất ấm áp, đó là đương nhiên, vì đến biên cảnh, ta thế nhưng là sớm chuẩn bị tốt. Giang Nhược một mặt đắc ý, đem bông vải mũ mang trên đầu mình, đúng, còn có găng tay, ha ha, chống lạnh thần khí tại tiêu thừa cẩn kinh ngạc ánh mắt dưới, Giang Nhược lấy ra một bộ bao tay, mừng khắp khởi mang theo trên tay, nàng khoe khoang một chút găng tay, một mặt khoe khoang đối với tiêu thừa cẩn nói ra, đây là găng tay, ngươi cũng đừng mang, tiêu thừa cẩn nhìn một chút mình đông lạnh đỏ hai tay, vĩ khuất ba ba nhẹ gật đầu, nhược nhược, lập tức hừng đông, chúng ta đi trước thị trấn bên trên tìm chỗ ở, hai người vừa đi vừa nói, đi bộ đến phía trước trấn nhỏ, nhược nhược, đây là gia an trấn, lại hướng phía trước chính là biên cảnh quan khẩu. Tiêu Thừa Cẩn nhìn cách đó không xa khách sạn, đánh một cái thủ thế, Giang Nhược nhìn xem dâng lên mấy sợi khói bếp, lộ ra một vòng mỉm cười. Cái trấn này nhìn xem rất an bình, cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tiêu Thừa Cẩn nghe vậy, mở miệng giải thích, bắt ngự quốc quân mấy năm gần đây thân thể cốt cách không tốt lắm, cho nên liền an phận một chút. Mấy năm gần đây không có chiến loạn, dân chúng không còn chịu đủ chiến loạn nỗi khổ thời gian cũng liền tốt hơn một chút. Giang nhược nhẹ gật đầu, hơi có vẻ cảm khái nói, mặc kệ là chiến loạn vẫn là thiên tai, chịu khổ gặp nạn đều là bách tính, nhược nhược nói đúng. Tiêu thừa cẩn cầm giang nhược tay nắm thật chặt, gió lạnh đánh tới, hai người mơ hồ nghe được các tướng sĩ thao luyện thanh âm, giang nhược nhìn phía xa thành lâu, chậm rãi nói ra, hy vọng tại tương lai không lâu, dân chúng có thể ăn được no bụng mặt đủ ấm, được sống cuộc sống tốt. Tiêu Thừa Cẩn hiểu ý cười một tiếng, sẽ có một ngày như vậy, đứng tại khách sạn trước cửa nam tử trung niên, khi nhìn đến Tiêu Thừa Cẩn nụ cười lúc, khó mà tin nổi dụi dụi con mắt, đây là nghiêm túc thận trọng chủ tử sao? Có phải là mắt mờ? Chương 245, Phượng Hoàng Máu có trường sinh công hiệu, nên quân khách sạn, Giang Nhược thoáng nhìn khách sạn trước cửa một mặt cung kính nam tử, lập tức sáng tỏ, nàng hạ giọng, trêu chọc mà hỏi, người một nhà tiêu thừa cẩn nghe vậy Nếu mày đúng hắn là người của chúng ta cái gì đều không thể gạt được nhược nhược con mắt chưởng quỷ tiến lên hai bước dắt giọng hô hai vị khách quan nghĩ chân vẫn là ở trọ a đang khi nói chuyện chững chạc đàng hoàng đối với gian nhược hai người chắp tay hành lễ tiêu thừa cẩn gật đầu ra hiệu miễn lễ chưởng quỷ đến gian thượng phòng được rồi hai vị khách quan mời vào bên trong chưởng quỷ lặng lẽ dò xét một chút gian nhược trong lòng một trận mừng thầm, đây chính là phu nhân đi, cùng chủ tử rất xứng, còn tưởng rằng chủ tử muốn cô độc, ha ha, quả thực là thật đáng mừng a. À. tiêu thừa cẩn cầm gian nhược tay, trực tiếp hướng phía lầu hai đi đến, hắn nghiêng đầu liếc nhìn trưởng quỷ, ngoắc ngoắc khóe môi, trưởng quỷ chạy đến tiểu nhị bên người, nó nhỏ, đến quý nhân, đi trước pha ấm trà ngon, lại sắp xếp người về phía sau trù làm hai chung tổ yến cháo, tiểu nhân minh bạch, Tiểu nhị lặng lẽ sờ sờ dò xét gian nhược hai người liếc mắt, vui vẻ chạy tới hậu viện. Chưởng quỷ thu liễm một chút thần sắc, bước nhanh lên lầu hai, gian phòng bên trong. Chưởng quỷ đem hai người dẫn vào gian phòng về sau, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hành lễ, thuộc hạ gặp qua chủ tử, phu nhân. Tiêu thừa cẩn hư đỡ một cái, diêu trưởng quỷ, mau mau xin đứng lên. Diêu trưởng quỷ sau khi đứng dậy, cung kính đứng tại một bên. Tiêu thừa cẩn kéo qua gian nhược, chững chạc đàng hoàng giới thiệu nói, diêu trưởng quỷ, nàng là phu nhân của ta. Ngữ khí mang theo vẻ đắc ý, diêu trưởng quỷ, chủ tử, ngài có chút đắc ý a à? Giang nhược lấy xuống găng tay, nhìn xem có chút ngây người diêu trưởng quỷ, mở miệng nói, diêu trưởng quỷ tốt, diêu trưởng quỷ hơi có vẻ câu nệ đáp lại nói, phu nhân tốt, đúng lúc này, tiểu nhị bưng khay đi vào cửa gian phòng, đưa tay gõ cửa một cái, thùng thùng, trưởng quỷ đi tới cửa đem khay nhận lấy, ngươi xuống dưới mau lên, tiểu nhị nhẹ gật đầu, chân chu lui ra, hai vị chủ tử uống chén trà nóng ủ ấm thân thể. Diêu trưởng quỷ đem khay đặt ở trên cái bàn tròn, cầm lấy ấm trà châm dân trà nước, tiêu thừa cẩn cùng gian nhược liếc nhau, đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ, diêu trưởng quỷ, ngươi ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu thừa cẩn nói, đem chén trà đưa cho Giang Nhược, Diêu trưởng quỷ ngồi ở một bên ghế ngồi tròn bên trên, thần sắc có chút nghiêm túc chủ tử ngài nhưng là muốn hỏi bắt ngự quốc quân yêu cầu tiểu phụng hoàng sự tình tiêu thừa cẩn nhẹ gật đầu bắt ngự quốc quân làm ra như thế cử động nhất định là có mục đích khác đi diêu chưởng tủ nghĩ đến hai ngày trước thám tử tặng tình báo hạ giọng trả lời hồi chủ tử hai ngày trước thám tử đưa về tình báo bắt ngự quốc quân không biết từ nơi nào được tin tức nói là trong hoàng cung xuất hiện qua phượng hoàng bọn hắn lần này mặc giày vô sĩ yêu cầu tiểu phụng hoàng là bởi vì bắt ngự quốc sư từ trong cổ tịch biết được phượng hoàng máu có trường sinh bất tử công hiệu cho nên bọn hắn liền sinh ra chiếm làm của mình ý nghĩ trong lòng thì có chút nói thầm bắt ngự quốc quân quả thực chính là điên thế gian nơi nào có tiểu phụng hoàng đều là một chút giả dối không có thật sự tình thế nhưng là nhìn bắt ngự quốc quân tư thế giống như đại diễm vương triều thật có tiểu phụng hoàng giống như Giang nhược nghe xong lời nói này trừng lớn hai con ngươi cái gì phượng hoàng máu còn có trường sinh công hiệu cái này chưa nghe nói qua a à, thế nhưng là nhà nàng tiểu phụng huyết thống không phải vô cùng thuần khiết a à, tiêu thừa cẩn thời khắc này ý nghĩ cùng gian nhược nghĩ đồng dạng phượng hoàng máu chuyện này đơn thuần một cái hiểu lầm nhà hắn tiểu phụng sĩ diện cũng không thể nói nó là một con đi gà gặp vận may biến thành Phượng Hoàng A. Trong không gian uống nước Linh Tuyền Tiểu Phụng Hoàng giống như là cảm thấy được cái gì, kém chút sặc nước, ken két, nó nhãn châu xoay động, ngầm đâm đâm nghĩ, không tốt, có người muốn hại bản Phượng. Giang Nhược nhìn vẻ mặt hồ nghi diêu trưởng quỷ, không nhanh không chậm mà nói, diêu trưởng quỷ, Tiểu Phụng Hoàng là nhà ta, chúng ta chính là vì chuyện này đến biên cảnh. Diêu trưởng quỷ nghe vậy, kém chút từ trên ghế té xuống, hắn ổn ổn tâm thần, lắp bắp mà nói, chủ tử, ngài nói đều là thật, là thật. Giang Nhược nói, nghiêng đầu nhìn về phía một mặt đắc ý tiêu thừa cẩn, diêu trưởng quỷ kích động sau khi, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chủ tử, tiểu phụng hoàng nếu là nhà ta, vậy nhưng phải bảo vệ tốt, ý thức được mình thất thố, diêu trưởng quỷ ngượng ngùng cười cười, chủ tử, các ngươi nghỉ ngơi trước, thủ hạ đi bếp sau chuẩn bị đồ ăn sáng, diêu trưởng quỷ cùng một trận gió giống như ra gian phòng, đóng cửa lại về sau, một mặt vui mừng rời đi a nha quá tốt không nghĩ tới tiểu phụng hoàng vậy mà là chủ tử thiên đại hỷ sự a à. gian phòng bên trong Giang nhược uống một chén nước trà đối tiêu thừa cẩn nói ra ngươi nói nhà ta tiểu phụng máu sẽ không thật sự có trường sinh công hiệu a à. dạng này lời nói tiêu thừa cẩn thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhược nhược mặc kệ tiểu phụng máu có hay không trường sinh công hiệu chúng ta quyết không thể để nó thụ một chút xíu tổn thương Giang Nhược nhìn xem tiêu thừa cẩn vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cho hắn một cái ban thưởng hôn. Tiểu Phụng nếu như biết cậu nam nhân như thế quan tâm nó, nhất định sẽ rất cảm động. Ha ha, thành công hóa giải gia đình mâu thuẫn. Chương 246, dạy một chút bắt ngự đại tướng quân làm người như thế nào. Diêu trưởng quỷ bưng đồ ăn, hai tên tiểu nhị nhấc lên lò thang đi vào cửa gian phòng. Thùng thùng, tiêu thừa cẩn đứng dậy, mở cửa phòng. Diêu trưởng quỷ làm cái nháy mắt, hai tên tiểu nhị tay chân lanh lẹ đem nhỏ lò than đặt ở an toàn vị trí đợi hai tên tiểu nhị lui ra về sau diêu trưởng quỷ cười hít mắt nói hai vị chủ tử các ngươi trước dùng đồ ăn sáng có gì cần cứ việc phân phó thuộc hạ Giang nhược nhìn xem thức ăn nóng hổi nuốt một ngụm nước bọt vất vả diêu trưởng quỷ diêu trưởng quỷ nghe vậy ngượng ngùng nói cơm rau dưa mà thôi quỷ quốc hai vị chủ tử tiêu thừa cẩn đi vào trước bàn đưa tay cầm hạ chung đóng thịnh tốt hai bát tổ yến cháo. Giang Nhược nhìn xem trong chén tổ yến cháo, bưng miệng cười. Tổ yến cháo a, à, đây cũng không phải là cơm rau dưa. Hai vị chủ tử mời dùng bữa, thuộc hạ cáo lui. Diêu trưởng quỷ chấp tay cáo lui, trong lòng thì đang suy nghĩ, hai vị chủ tử thật vất vả đến một chuyến, nhất định phải ăn ngon uống sướng hầu hạ. Đồ ăn sáng qua đi, Giang Nhược ngồi tại lò thang bên cạnh, kế hoạch hôm nay hành trình. Ba ngày ra ngoài đi tản bộ, ban đêm len lén đem chống lạnh áo bông đưa đến quân doanh đem tướng quân phu nhân những cái kia bao phục cho sở tướng quân đưa đi sau đó lại để cho tiểu phụng hoàng đi bắt ngự trú quân bên kia khiêu khích một chút hắc hắc tối nay liền để các ngươi biết tiểu phụng hoàng đến cùng là ai nghĩ đến chỗ này gian nhược nhịn không được cười nhẹ lên tiếng ngồi ở một bên tiêu thừa cẩn nhìn xem cười mặt mày công công gian nhược tâm tình rất là vui vẻ nhược nhược tiếp xuống an bài thế nào Giang Nhược nhìn xem tiêu thừa cẩn đáy mắt bầm đen, đau lòng nhéo nhéo gương mặt của hắn. Ngươi ngủ trước một hồi, chờ ngươi tỉnh ngủ, chúng ta lại đi ra tản bộ một vòng. Đúng, nơi này nhiệt độ không khí thấp, ngươi có muốn hay không đi không gian ngủ. Tiêu thừa cẩn nghe xong lời nói này, đáy mắt hiện lên một tia yêu thích, nhược nhược, ngươi đem giường êm đặt ở chỗ này liền có thể. Vậy được đi, dạng này ngươi cũng có thế ấm áp một chút. Giang Nhược đứng dậy, đem giường em đặt ở lò thang bên cạnh tiêu thừa cẩn nghiêng người nằm tại trên giường em ánh mắt sáng trực nhìn chầm chầm gian nhược gian nhược bị tiêu thừa cẩn ánh mắt vẫy gương mặt ửng đỏ nàng cho tiêu thừa cẩn dịch tốt cốc chăn nhẹ giọng thì thầm mà nói ngủ đi ta nhìn xem ngươi tiêu thừa cẩn vừa lòng thỏa ý đóng lại hai con ngươi dần dần tiến vào mộng đẹp gian nhược tại tiêu thừa cẩn chìm vào giấc ngủ về sau lấy ra một bản thoại bản tử nhìn lại tiêu thừa cẩn tỉnh lại lúc đã là buổi chiều, Giang Nhược đem giường êm thu vào không gian, hai người cải trang cách ăn mặc một phen, nên ngang ra khách sạn, không phải sao, vừa ra khách sạn, bọn hắn liền gia nhập ăn dưa quần chúng hàng ngủ, mấy tên bách tính cùng quán ven đường chủ tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, theo tin tức đáng tin. Sáng nay bắt ngự đại tướng quân ở cửa thành bên ngoài kêu gào thật lâu, nói là để hoàng thượng mau chóng giao ra tiểu phụng hoàng, nếu không, liền khai chiến đâu cái gì muốn khai chiến phải làm sao mới ổn đây nếu thật là khai chiến chúng ta ngày tốt lành xem như đến cùng đi ai lúc này mới qua mấy năm cuộc sống an ổn tiêu thừa cẩn cùng gian nhược nghe đối thoại của bọn họ lộ ra tiếc hận thần sắc vậy mà bỏ lỡ náo nhiệt như vậy quá đáng tiếc đã bắt ngự đại tướng quân như thế lễ thẳng khí hùng tối nay liền vất vả một chút đem bọn hắn lương thảo cùng binh khí cho bưng đi thôi chúng ta qua bên kia đi dạo. Giang nhược ngữ khí mang theo vẻ đắc ý, thành lâu, sở tướng quân tay cầm trường thương, đứng tại thành lâu chỗ cao, một thân lấy áo giáp hắn lộ ra một cổ tiêu sát khí tức, hắn phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, suy nghĩ cuồn cuộn. bắt ngự vương triều an phận nhiều năm, lần này chính là muốn mượn tiểu phụng hoàng sự tình bốc lên chiến loạn, lòng lan dạ thú, rõ rành rành, đại diễm vương triều vậy mà lại có tiểu phụng hoàng ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở hạo huyền tâm sự nặng nề bên trên thành lâu, đi thẳng tới sở tướng quân bên cạnh. Phụ thân, nếu là khai chiến, nhi tử nguyện ý ra khỏi thành nên chiến. Sở hạo huyền từng hành động cử chỉ đều là hạo nhiên chính khí. Sở tướng quân nghe vậy, thu hồi suy nghĩ, hơi có vẻ tan thương trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên. Hắn đưa tay vỗ nhẹ sở hạo huyền bả vai, vui mừng nói ra, tốt, vi phụ sẽ cho ngươi cơ hội ra trận phụ tử binh cho dù là khai chiến cũng không sợ hãi sở hạo huyền nghĩ đến đoạn thời gian trước nhận được lương thảo trong lòng thoáng qua một tia lo lắng phụ thân lương thảo một chuyện ngài thấy thế nào sở tướng quân nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý chúng ta không có thu được hoàng thượng giảm bớt quân lương ý chỉ hừ nhất định là một ít rấp tâm không tốt người âm thầm ra tay thái tử điện hạ cùng đường thừa tướng là nghĩ liên thủ tạo phản sao nghĩ đến chỗ này, sở tướng quân trong lòng lo lắng càng sâu. Nếu thật là dạng này, đại diễn vương triều đem đứng trước loạn trong giặc ngoài cục diện, an vương điện hạ bây giờ bị giáng chức, huyền nhi, kinh thành bên kia đoán chừng cũng không quá an ổn, dưới mắt chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Sở tướng quân nói, cầm trường thương tay nắm thật chặt, sở hạo huyền không có lại nhiều nói, phụ thân, nhi tử sẽ mang theo chúng tướng sĩ gấp rút thao luyện, ngài chớ có lo lắng đi thôi sở tướng quân tại sở hạo huyền sau khi rời đi khẽ thở dài một tiếng trấn giữ biên cảnh bảo vệ quốc gia là bọn hắn những cái này tướng sĩ bổn phận địch quốc xâm phạm há có lùi bước lý lẽ trên đường phố bởi vì bắt ngự tướng quân sáng nay hò hét thị trấn bên trên dân chúng nhận được tin tức về sau rất là thấp thỏm lo âu giang nhược cùng tiêu thừa cẩn nhìn xem thu dọn nhà làm chuẩn bị chạy trốn chủ quán cùng tiểu phiến biết rõ bọn hắn đối với chiến loạn sợ hãi cùng bất đắc dĩ chúng ta chuyến này tới thật đúng lúc tối nay sẽ dạy cho bắt ngự đại tướng quân làm người như thế nào gian nhược hạ giọng một mặt nộ khí một trận gió rét thổi tới cuốn lên đầy trời cát bụi tiêu thừa cẩn tay mắt lanh lẹ quăng lên áo khoác đem gian nhược bảo hộ ở trong ngực nhược nhược tối nay liền để tiểu phụng vô địch đại hỏa diễm chấn nhiếp một chút bắt ngự tướng sĩ ai Tiểu Phụng tại Hoàng Cung đắc ý một lần, liền để bắt ngự thám tử để mắt tới, nếu để cho tiêu quân trạch biết Phượng Hoàng Máu có trường sinh công hiệu, chật chật, Phượng khó giữ được tính mạng A, gian nhược tựa ở tiêu thừa cẩn trong ngực, nghe hắn một phen, nhịn không được phốc phốc vui lên, cái này sự tình giao cho Tiểu Phụng, tuyệt đối không sai, màn đêm buông xuống, ta cùng Tiểu Phụng thương lượng một chút tối nay hành trình, ngươi chờ. Giang Nhược sau khi nói xong, lách mình tiến không gian, tiêu thừa cẩn ngồi tại bên cạnh lò lửa, hài lòng ăn vừa nướng chín đậu phộng, trong không gian, tiểu phụng hoàng nhìn xem muốn nói lại thôi gian nhược, mở miệng nói, tỷ tỷ là ra chuyện gì sao, gian nhược nhẹ nhàng vuốt tiểu phụng hoàng lông vũ, khóe môi nổi lên một vòng cười xấu xa, tiểu phụng, ra đại sự, nói một chút cái đại sự gì, ta đi thay tỷ tỷ giải quyết. Tiểu phụng hoàng vịt một cánh, một bộ muốn cùng người vật lộn bộ dáng, gian nhược nín cười, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, tiểu phụng, là ngươi ra đại sự, tiểu phụng hoàng lập tức xù lông, nó nói cái gì tới, có người muốn hại chính mình, tiểu phụng hoàng tựa ở gian nhược trên thân, lắp bắp mà nói, tỷ tỷ, ta, ta cái này không hảo hảo mà, gian nhược nhìn xem sợ hề hề tiểu phụng hoàng, không còn đùa nó, tiểu phụng, ngươi lần kia đại náo hoàng cung, bị bắt ngự vương triều thám tử biết được, không phải sao, Bắc ngự cẩu hoàng đế biết được phượng hoàng máu có trường sinh công hiệu, nói là muốn đem ngươi đoạt lấy đi. Uống máu của ngươi, tỷ tỷ còn nghe nói, Bắc ngự muốn cùng chúng ta khai chiến, tiểu phụng hoàng nghe vậy, con mắt màu vàng kim lơ lửng không cố định, phượng hoàng máu còn có trường sinh công hiệu, có chút chột dạ là chuyện gì xảy ra, hừ. Coi như bọn họ có ánh mắt, tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, dám nhớ thương máu của ta, ta dùng ta vô địch đại hỏa diễm, đốt bọn hắn không chừa mảnh giác. Tiểu Phụng Hoàng giữ dằn sau khi nói xong, hừ lạnh một tiếng, bắt ngự cẩu hoàng đế còn muốn uống mình Phượng Hoàng máu, nghĩ hay lắm, nghĩ như vậy, Tiểu Phụng Hoàng lập tức tinh thần chấn hưng. Giang Nhược nhìn xem Tiểu Phụng Hoàng đắc ý bộ dáng, đuôi lông mày gãy nhẹ, tốt, đại sự này liền giao cho ngươi đến xử lý, tỷ tỷ coi trọng ngươi, tối nay chúng ta liền hành động. Tiểu Phụng Hoàng trong giọng nói mang theo một tia bức thiết, tỷ tỷ đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút, dứt lời, Giang Nhược biến mất tại Tiểu Phụng Hoàng trước mặt, Tiểu Phụng Hoàng, tỷ tỷ giống như so với mình còn gấp, chương 247, mắng chữ người lời kịch đã nghĩ kỹ, ngoài cửa sổ hàng phong gào thét, Giang Nhược cùng tiêu thừa cẩn thay đổi chống lạnh áo bông, buộc lại áo khoác, từ cửa sổ nhảy ra khách sạn, diêu trưởng quỷ nghe được động tĩnh. Liền biết bọn hắn ra ngoài làm đại sự, hắn hôm nay nghĩ thật lâu, hắn cảm thấy Tiểu Phụng Hoàng hẳn là phu nhân, bởi vì, hắn gia chủ tử không giống có thế đưa tới Phượng Hoàng người, cho nên nói, chỉ cần phu nhân tối nay ra tay, nhất định có thế giải quyết bắt ngự những cái kia đồ vô sĩ. Giang Nhược cùng Tiêu Thừa Cẩn đi vào một chỗ yên lặng địa phương, đem Tiểu Phụng Hoàng thả ra. Tiểu Phụng, chúng ta đi trước quân doanh một chuyến, được rồi tỷ tỷ. Tiểu Phụng Hoàng quịch một chút cánh, thống khoái đáp ứng, ha ha, mắng chửi người lời kịch đã nghĩ kỹ bởi vì hưng phấn, tiểu phụng hoàng con mắt phát ra một trận kim quang. Tiêu thừa cẩn câu môi cười một tiếng, mở miệng nói, nhược nhược, ta biết quân doanh khố phòng vị trí, chúng ta đi trước đưa áo bông, hai người các ngươi đừng trò chuyện, lên mau. Tiểu phụng hoàng hạ giọng thúc giục nói, tại tiểu phụng hoàng đằng không mà lên về sau, tiêu thừa cẩn ghé vào gian nhược bên tai nói ra, nhược nhược, tối nay cùng sở tướng quân gặp một lần đi, lương thảo một chuyện, sở tướng quân sẽ biết có người từ đó động tay chân, gặp mặt đem sự tình nói rõ ràng, cũng để cho bọn hắn yên tâm. Giang Nhược Minh Bạch Tiêu Thừa Cẩn ý tứ, gật đầu ừ một tiếng, tại Tiêu Thừa Cẩn chỉ dẫn dưới, Tiểu Phụng Hoàng lặng lẽ sờ sờ đáp xuống quân doanh một chỗ khố phòng nóc phòng, nhìn xem vừa đi vừa về tuần tra tướng sĩ, Giang Nhược hạ giọng, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút liền hồi. Giang Nhược dáng người nhẹ nhàng rơi xuống đất, dáng chân tường đi vào một chỗ cửa sổ. Nhảy cửa sổ đi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất, Giang Nhược quan sát đến động tỉnh chung quanh, đang đi tuần tướng sĩ đi xa về sau, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, thả người nhảy lên tiếng vào khố phòng, khố phòng đưa tay không thấy được năm ngón, Giang Nhược đem áo bông, chăn bông một mạch thả ra, Giang Nhược sờ soạn đi vào trong một khoảng cách, lại đem đoạn thời gian trước tại không gian loại mấy gốc trạ cải trắng, củ cải, khoai tây phóng ra, ăn thịt, chỉ có thể đi dân tộc du mục bên kia được rồi, tạm thời như vậy đi, đi dân tộc du mục thời điểm, lại thu mua một nhóm dê bò, để các tướng sĩ cũng qua cái tốt năm, làm tốt hết thảy, gian nhược lặng lẽ rời đi khố phòng, thả người nhảy lên trên đỉnh, chúng ta đi sở tướng quân nơi đó một chuyến, tiêu thừa cẩn, ngươi biết sở tướng quân nơi ở sao? Giang Nhược nhìn xem trong quân doanh sáng tỏ bó đuốc, gãi đầu một cái, tiểu phụng hoàng dùng cánh lay một chút Giang Nhược, thần thần bí bí nói, tỷ tỷ, sở tướng quân ngay tại thư phòng. Tiêu thừa cẩn nhìn xem xung xoe tiểu phụng hoàng, cuối cùng minh bạch nó tại sao phải bay một vòng, hóa ra là tìm hiểu tin tức đi. Giang nhược nhìn xem cầu khen ngợi tiểu phụng hoàng, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, tiểu phụng, ngươi thật tuyệt, chúng ta đi thôi. Sở tướng quân đem hộ vệ bên cạnh khiển lui ra phía sau, một mực đợi tại thư phòng, giờ phút này, hắn đang ngồi ở trước bàn, suy nghĩ bài binh bố trận sự tình. Tiểu Phụng Hoàng đáp xuống cửa thư phòng về sau, Giang Nhược đem mấy cái bao phục treo ở Tiểu Phụng Hoàng cái cổ, đi gõ cửa. Tiêu Thừa Cẩn tiến lên một bước, đưa tay gõ cửa một cái, thùng thùng. Sở đem, Quân tưởng rằng bộ hạ của mình cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếng. Tiêu Thừa Cẩn đẩy cửa phòng ra, nắm Giang Nhược cùng một chỗ tiến vào thư phòng. Tiểu Phụng Hoàng lung lay cái cổ, một mặt vĩ khuất đi vào theo, vào cửa nháy mắt, Dương Cánh đóng cửa lại. Trong chốc lát sở tướng quân phát giác được một cổ xa lạ khí tức, ánh nến chập chờn, làm sở tướng quân thấy rõ tiêu thừa cẩn khuôn mặt lúc, phủi đất một chút đứng lên, an vương điện hạ. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, lập tức, hắn rời đi bàn đọc sách, đối tiêu thừa cẩn chấp tay hành lễ nói, mặt tướng gặp qua an vương điện hạ, an vương phi, tiêu thừa cẩn tiến lên hư đỡ một cái, sở tướng quân miễn lễ, ta đã bị biếm, không còn là an vương điện hạ tiêu thừa cẩn nói nhẹ như mây gió. Sở tướng quân nghĩ đến tiêu quân trạch nói xấu tiêu thừa cẩn mưu phản một chuyện, liền có chút tức giận bất bình, nếu là phía trên vị kia không có vô oan hãm hại, ngài. Vẫn như cũ là tôn quý nhất An Vương Điện Hạ, vừa dứt lời, sở tướng quân mắt sắc phát hiện hai người sau lưng tiểu Phụng Hoàng, hắn đánh giá tiểu Phụng Hoàng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, đây chính là trong truyền thuyết tiểu Phụng Hoàng, nương ai, cái này tiểu phụng hoàng là an vương điện hạ vợ chồng nuôi sao sở tướng quân tốt tiểu phụng hoàng biểu hiện mười phần nhu thuận lời vừa nói ra sở tướng quân trừng lớn hai con ngươi nó lại còn biết nói chuyện cái này cũng không được nhỏ tiểu phụng hoàng tốt sở tướng quân học tiểu phụng hoàng ngữ khí câu nệ chào hỏi tiêu thừa cẩn che miệng ho nhẹ một tiếng đem lần này tới biên cảnh mục đích êm tai nói sở tướng quân tối nay chúng ta sẽ đi bắt ngự giải quyết tiểu phụng hoàng sự tình cắt xén lương thảo một chuyện chính là tiêu mạch thành cùng đường trung hút gây nên có chúng ta ở đây sẽ không để cho trấn giữ biên cảnh các tướng sĩ đói bụng ngươi yên tâm là đủ còn có trong kinh thành hết thảy mạnh khỏe sở tướng quân nghe xong lần này nói trong lòng buông lỏng không ít tiêu thừa cẩn sau khi nói xong quay người đem tiểu phụng hoàng trên cổ mấy cái bao phục cầm xuống sở tướng quân chúng ta tới biên cảnh trước đó đi một chuyến phủ tướng quân, đây là tướng quân phu nhân cố ý chuẩn bị cho ngươi. Sở tướng quân nghe vậy, nhìn không được đỏ cả vành mắt, hắn đưa tay tiếp nhận mấy cái bao phục, vội vàng cảm tạ, mặt tướng cảm ơn An Vương Điện Hạ, An Vương Phi. Giang Nhược phát giác được sở tướng quân dị dạng cảm xúc, giật giật tiêu thừa cẩn ống tay áo, chúng ta nên đi làm chính sự, tiêu thừa cẩn minh bạch Giang Nhược ý tứ, sở tướng quân, chúng ta còn muốn đi bắt ngự quân doanh một chuyến, trước hết cáo từ. Sở tướng quân biết bọn hắn muốn đi làm chính sự, cũng không tốt làm nhiều giữ lại. Mạc tướng cung tiễn An Vương Điện Hạ, An Vương Phi. Sở tướng quân đem bọn hắn đưa ra thư phòng. An Vương Điện Hạ, An Vương Phi, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Sở tướng quân không yên lòng dặn dò, tiêu thừa cẩn nhẹ gật đầu, sở tướng quân, sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu Phụng Hoàng chở đi gian nhược hai người đằng không mà lên, chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Sở tướng quân đứng tại chỗ, nhìn xem bóng đêm mịt mờ, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, vừa mới hắn nhìn thấy cái gì. Tiểu Phụng Hoàng vậy mà chở đi An Vương Điện Hạ vợ chồng bay, bay đi. Chương 248, còn dám kiếm chuyện, gia đem hắn hoàng cung cho đốt. Tiểu Phụng Hoàng một hơi bay đến bắt ngự quân doanh trên không. Tiểu Phụng, Ngươi đánh trước dò xét một chút bọn hắn kho binh khí cùng tất giữ lương thảo vị trí. Tối nay ta để bọn hắn sinh khí lại rủi ro thế nào? Giang Nhược dùng giọng thương lượng nói. Tiểu Phụng Hoàng nghe vậy miệng đầy đáp ứng. Tỷ tỷ giao cho ta tốt, mình nhĩ lực, phương viên mười dặm đều có thể nghe rõ. Ha ha, nó chính là không nói. Tiểu Phụng Hoàng tượng trưng vây quanh quân doanh bay một vòng. Tỷ tỷ, ta đã xác định rõ vị trí. Tiêu Thừa Cẩn bay một vòng liền có thể xác định vị trí. Tiểu Phụng bản lĩnh rất lớn a. À. Giang Nhược một mặt vui mừng, nhanh đi thu thập bọn họ. Tiểu Phụng Hoàng Nhãn Châu xoay động, tỷ tỷ, việc này là bởi vì ta mà lên, liền để chính ta giải quyết đi. Giang Nhược nghe Tiểu Phụng Hoàng đắc ý ngữ khí, trong mắt đều là xem náo nhiệt thần sắc, biểu hiện tốt một chút. Tiểu Phụng Hoàng quanh quẩn trên không trung vài vòng, hồi tưởng vừa xuống đài từ, nó ấp ủ tốt cảm xúc về sau hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bang, tiêu thừa cẩn nghe đinh tai nhức ốc tiếng kêu, tranh thủ thời gian che gian nhược lỗ tai, cái này tiểu phụng cũng quá điên cuồng đi, xảy ra bất ngờ tiếng kêu, dọa đến bắt ngự binh lính tuần tra nhóm loạn cả một đoàn, bọn hắn cảnh giác nhìn bốn phía, vừa mới là thanh âm gì, không tốt, nhất định là đại diễn bên kia đến làm đánh lén, không đúng, vừa vặn giống như là từ không trung, truyền đến thanh âm trong đó một tên phó tướng nhìn về phía bầu trời đêm đối bên người bên cạnh binh sĩ quát lớn nhanh đi hô kiều đại tướng quân cái tên lính này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lộn nhào hướng phía kiều đại tướng quân chỗ ở chạy tới kiều đại tướng quân tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh bị bên ngoài truyền đến thanh âm bừng tỉnh thanh âm gì sẽ không là sở tướng quân làm đánh lén đi hắn lập tức xoay người xuống giường nhanh chóng mặc áo giáp cầm lấy trường thương chạy ra phòng ngủ vừa mới là thanh âm gì, canh giữ ở trong sân hộ vệ liếc nhau, hồi tướng quân, thuộc hạ cũng không biết là thanh âm gì, nghe động tĩnh, tựa như là từ trên trời truyền đến, đúng lúc này, tên kia bị phân công đến hô kiều đại tướng quân binh sĩ chạy vào viện tử về sau, lớn tiếng la lên, không tốt, xảy ra chuyện, cho bản tướng quân im miệng. Kiều đại tướng quân nhìn xem hốt hoảng binh sĩ, giận không chỗ phát tiết, chuyện gì phát sinh rồi cái tên lính này nhìn vẻ mặt nộ khí kiều đại tướng quân vô ý thức lui lại một bước thuộc hạ không biết là phó tướng phái thuộc hạ đến hô ngài kiều đại tướng quân nghe vậy vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ mà nói một đám phế vật tiểu phụng hoàng nhìn xem loạn trận cướp đám binh sĩ liền kém ngửa mặt lên trời cười to nó đắc ý hạ xuống một chút cao độ về sau âm thầm phát lực trong chốc lát nó quanh thân thoáng hiện chói mắt hào quang màu vàng lần này cũng không được bắt ngự đám binh sĩ lần theo kim quan nhìn lại, khi nhìn rõ tiểu phụng hoàng một khắc này, kích động hoang hô lên, là phượng hoàng, vậy mà thật sự có phượng hoàng, bắt ngự phượng hoàng trở về. gian nhược cùng tiêu thừa cẩn cuối người nhìn xem những cái này chẳng biết xấu hổ người, đều cho khí cười, bắt ngự phượng hoàng, các ngươi thật là biết cho mình trên mặt thiết vàng, tùy theo mà đến kiều đại tướng quân. Khi nhìn đến giữa không trung tiểu phụng hoàng lúc, lúc này ném trường thương trong tay, hắn ngẩng đầu, thần sắc kích động nhìn xem tiểu phụng hoàng, phượng hoàng. Thật sự có phượng hoàng, xem ra, sáng nay uy hiếp rất có tác dụng, đúng, hoàng thượng đưa tới mật hàm, nói phượng hoàng máu có trường sinh công hiệu, giờ khắc này, kiều đại tướng quân sinh ra một cổ đem tiểu phụng hoàng chiếm làm của mình ý nghĩ, ai không muốn có được trường sinh, tiểu phụng hoàng giữa không trung xoay quanh vài vòng, cực kỳ phách lối hô, bắt ngự cẩu tạp nhóm đều cho phượng gia nghe kỹ, ngươi phượng gia ta cũng không phải là bắt ngự cẩu hoàng đế trong miệng hộ quốc thần thú, để hắn thiếu nhớ thương gia, bản phượng chỉ thuộc về một người, khi chính là ta tiên nữ tỷ tỷ. lần này nói mới ra, trực tiếp chấn kinh toàn trường, toàn bộ sân bãi lâm vào quỷ dị trong không khí, bắt ngự các tướng sĩ biểu thị, cái này phượng hoàng lại còn biết nói chuyện, nó còn có tiên nữ tỷ tỷ, cái này quá khó mà tin nổi, giang nhược nghe tiểu phụng hoàng lời nói, cười không ngậm mồm vào được nếu như tiểu phụng có thế biến thành mỹ nam tử, nhất định là cái yêu đương não đi, hắc hắc. Yêu đương não cần phải không được, tiêu thừa cẩn ngầm đâm đâm nghĩ, thật sự là một cái miệng lưỡi trơn tru gia hỏa, tiểu phụng hoàng nhìn xem ngửa đầu, thần sắc ngu ngơ các tướng sĩ, vô tình cười nhạo nói, ha ha ha. Sẽ không là một đám đồ đần đi, kiều đại tướng quân giật giật đau nhức cổ, trong đầu sinh kế, bất kể nói thế nào, trước tiên đem cái này phượng hoàng bắt hắn dơ lên một vòng mỉm cười, cố ý dùng hèn mọn ngữ khí nói ra, Phượng, Phượng gia, bản tướng quân cảm thấy, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, đúng, ngươi dạng này bay lên quá mệt mỏi, không bằng như vậy đi, ngươi xuống tới. Chúng ta chậm rãi trò chuyện, chỉ cần ngươi rơi xuống đất, lập tức bắt ngươi, kiều đại tướng quân sau khi nói xong, đối binh lính chung quanh đánh một cái thủ thế. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem hắn tiểu động tác, hừ lạnh một tiếng, làm bản phượng ngốc a, à, còn chậm rãi trò chuyện, đừng tưởng rằng bản phượng không biết ngươi tính toán điều gì. Tiểu phụng hoàng huy động cánh, ở giữa không trung xoay quanh hai vòng, nó dùng mình thực lực nói cho mặt người, da dạng này bay lên, không có chút nào mệt mỏi, nhược nhược, hắn còn tưởng rằng nhà ta tiểu phụng rất dễ bị lừa. Tiêu thừa cẩn ghé vào gian nhược bên tai nói nhỏ, gian nhược cuối người nhìn xem đám người phía dưới, đáp lại nói, nhà ta tiểu phụng đã không phải là cái kia ngây thơ tiểu phụng, hiện tại rất tinh minh, hắc hắc. Chờ mong tiểu phụng phóng đại chiêu, tiểu phụng hoàng hùng hùng hổ hổ nói, A à Phi. Một bụng ý nghĩ xấu đồ chó, chỉ cần phượng gia vừa rơi xuống đất, ngươi có phải hay không liền đem phượng gia bắt lấy, vóc người xấu, nghĩ đến còn đẹp vô cùng, nhìn ra vô địch đại hỏa diễm. Tiểu phụng hoàng hét lớn một tiếng, hé miệng phun ra một đám lửa, hừ để các ngươi biết bản phượng cũng không phải tốt như vậy lo nghĩ hỏa đoàn từ giữa không trung rơi xuống bay thẳng kiều đại tướng quân kiều đại tướng quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại run rẩy hô lui lại bên cạnh hắn hai tên binh sĩ bối rối sau khi nhanh chóng dắt lấy kiều đại tướng quân lui về sau đi hỏa đoàn rơi xuống đất nháy mắt đốt bị thương kiều đại tướng quân khuôn mặt hiện trường lần nữa lâm vào quỷ dị trong không khí kiều đại tướng quân bụng mặt lòng còn sợ hãi nhìn xem trên mặt đất nhỏ dần hỏa đoàn hai chân bỗng nhiên mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất liền cái này hỏa đoàn nếu như nện ở trên người mình mình còn không phải ẩn thân biển lửa tiểu phụng hoàng nhìn xem sợ hề hề kiều đại tướng quân phát ra một trận trào phúng tiếng cười ha ha còn đại tướng quân đâu một đám lửa liền dọa nước tiểu cũng quá mất mặt đi kiều đại tướng quân nghe vậy lập tức bị chọc giận hắn đứng người lên về sau đối binh lính chung quanh quát to, cung tiễn thủ, tiểu phụng hoàng tiếp lời gốc trạ, đầy vẻ kinh bỉ nói, ngươi ngậm miệng đi, ngươi cảm thấy ngươi cung tiễn thủ là ta đối thủ, phượng gia nói cho ngươi, không đợi ngươi cung tiễn thủ đúng chỗ, toàn bộ các ngươi chung thay tại. Trong biển lửa, lời vừa nói ra, người ở chỗ này toàn bộ sinh ra lùi bước ý tứ, kiều đại tướng quân khí nắm chặt hai tay, ở trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới, cái này Phượng Hoàng lại có lớn như thế bản lĩnh, phải làm sao mới ổn đây. Tiểu Phụng thả xong đại chiêu, lười nhát cùng bọn hắn nói dốc, Phượng gia còn có chính sự đi làm, liền không bồi các ngươi xong, nói cho các ngươi biết cậu Hoàng đế, còn dám kiếm chuyện, gia đem hắn Hoàng cung cho đốt. Đối mặt Tiểu Phụng Hoàng uy hiếp, Kiều Đại Tướng Quân lúc này biểu thị, sẽ viết mật hàm nói cho nhà mình Hoàng đế. Tiểu Phụng Hoàng đắc ý quanh quẩn trên không trung vài vòng, trực trùng vân tiêu. Ha ha, thừa dịp các ngươi còn không có lấy lại tinh thần, vừa vặn đi bưng các ngươi lương thảo cùng kho binh khí, chờ các ngươi phát hiện thời điểm, liền khóc đi. Chương 249, cho bọn hắn lưu mấy ngày khẩu phần lương thực, tỷ tỷ, ta tối nay biểu hiện còn có thể đi, tiểu phụng hoàng ngữ khí, tất cả đều là cầu ý khen ngợi, Giang Nhược đưa tay vuốt vuốt cổ của nó, tiểu phụng, biểu hiện của ngươi thật là khiến hai ta lau mắt mà nhìn, tiểu phụng hoàng nghe vậy, một mặt ngạo kiều. Nó quanh quẩn trên không trung vài vòng, hướng phía kho binh khí bay đi. Trong coi kho binh khí các binh sĩ vì thấy Tiểu Phụng Hoàng chân thân còn chưa trở lại cương vị của mình, giờ phút này, bọn hắn còn chưa từ đoàn kiêu hỏa diễm bên trong lấy lại tinh thần. Cái này Phượng Hoàng vậy mà lại phun lửa, muốn cầm xuống nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Thành lâu, các đêm các tướng sĩ nhìn phía xa từ trên trời giáng xuống hỏa đoàn, xì xào bàn tán đoàn kia hỏa diễm tựa như là đáp xuống bắt ngự quân doanh một tướng sĩ vô ý thức nói ngươi nói có phải hay không là bắt ngự người giả thần giả quỷ sau đó ngươi nói đúng thật có khả năng này ra tới tuần tra ban đêm sở hạo huyền nghe được bọn hắn nói chuyện dừng bước lại nhìn về phía bắt ngự quân doanh vị trí có hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống nghe có chút quỷ dị chân trước bắt ngự tướng quân kêu gào chân sau liền xảy ra chuyện như vậy được rồi Tối nay vẫn là cẩn thận một điểm đi, bắt ngự người không giảng võ đức, nhất định phải làm tốt đề phòng. Sở Hạo Huyền đưa tới bên cạnh binh sĩ, trầm giọng nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, tối nay các tướng sĩ đều cơ trí điểm." "Vâng, thiếu tướng quân." Tên này tướng sĩ ứng thanh về sau, quay người rời đi, kho binh khí, Giang Nhược nhìn xem không người trong coi khố phòng, rất muốn ngửa đầu cười to vài tiếng. "Ha ha." Tiểu Phụng mị lực quá lớn. Các ngự binh sĩ đều bị nó câu đi hồn. Tiêu thừa cẩn cảnh giác nhìn một chút chung quanh, tiến lên hai bước mở ra khố phòng cửa. Hắn hạ giọng nói, nhược nhược, ngươi đi đi, ta ở bên ngoài trông coi, ta rất nhanh giải quyết. Giang nhược cười hắc hắc, nên ngang tiếng kho binh khí, nàng lấy ra cây châm lửa, nhóm lửa góc tường một cây ngọn nến. Giang nhược nhìn xem trong khố phòng bày ra chỉnh tề trường thương, mâu, đao. Đẳng binh khí, ken kết dừng lại thu, cái thang, dây gai, đều không cho bọn hắn lưu lại, không dụng binh khí, nhìn các ngươi còn dám hay không bốc lên chiến loạn, ha ha, chó tướng quân, sáng mai ngươi liền khóc chết tại kho binh khí đi, Giang nhược dập tắt ngọn nến, mặt mũi tràn đầy vui mừng xuất binh khí kho, tốt, chúng ta lại đi bưng bọn hắn lương thực, Giang nhược sau khi nói xong, cùng tiêu thừa cẩn nhảy lên trên đỉnh, tiểu phụng hoàng đằng không mà lên, chở đi hai người tới cất giữ lương thực khu vực cất giữ lương thực khố phòng, cách quân doanh ước chừng 2, 3 dặm địa. Trước kia chiến loạn thời điểm, bắt ngự lương thảo đều là cất giữ trong cách quân doanh hơn 20 dặm thị trấn bên trên. Về sau, hai nước quan hệ rất hữu hảo, bọn hắn liền trực tiếp đem lương thảo vận đến quân doanh lân cận, tỷ tỷ phía dưới có đội tuần tra, gian Nhược cuối người nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy hai đội ngay tại binh lính tuần tra, hắc hắc. Thế nhưng là nhìn ra lương thực tầm quan trọng, các ngươi tối nay thủ không được đi. Tiểu Phụng Hoàng đáp xuống một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, tỷ tỷ, ta đi dẫn ra bọn hắn. Cái này gọi là cái gì nhỉ, ta nhớ tới, tiếng kêu này, dương đông kích tây. Giang Nhược nín cười, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Phụng Hoàng đầu, kế này rất hay, đi thôi. Tiểu Phụng Hoàng đối tiêu thừa cẩn ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, dương cánh rời đi. Tiêu thừa cẩn, Tiểu Phụng tối nay giống như phá lệ hưng phấn, chờ đợi khe hở tiêu thừa cẩn cho gian nhược bó lấy áo khoác, trêu chọc mà nói, nhược nhược, nhà ta tiểu phụng có thể đi học đường. gian nhược nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, giáo dục bắt buộc thu xếp bên trên, tiêu thừa cẩn tự lẩm bẩm, giáo dục bắt buộc, Giang nhược một bên nhìn chầm chầm đội tuần tra động tĩnh, một bên giải thích nói, giáo dục bắt buộc chính là tuổi đi học hài đồng lên học đường, không cần cho phu tử giao buộc tu. Bộ phận này phí tổn có thể từ chính, quan phủ bỏ ra, đến lúc đó, triều đình lại cho quan phủ các nơi cấp phát thanh lý trọng yếu nhất chính là nữ hài cũng có thể đi học đường học tập tri thức tiêu thừa cẩn sau khi nghe xong thần sắc có chút kích động nhược nhược nói cái này giáo dục bắt buộc giống như rất không tệ có thể áp dụng giờ phút này tiểu phụng hoàng đã bay đến tuần tra bọn thị vệ trên không quy đều đang đi tuần đâu tiểu phụng hoàng sau khi nói xong phát ra một trận kinh khủng tiếng cười ô ha ha tuần tra bọn thị vệ nghe làm người ta sợ hãi tiếng cười, đều lộ ra kinh dị biểu lộ, bọn hắn run rẩy dơ lên trường mâu, cấp tốc làm ra phòng ngự tư thế, người nào? Mau chạy ra đây, đúng, ít tại chỗ này giả thần giả quỷ, nơi này là quân doanh, chúng ta cũng không sợ ngươi. Giang Nhược nhìn thấy binh lính tuần tra nhóm bị tiểu phụng hoàng ngăn chặn, lôi kéo tiêu thừa cẩn chạm vào khố phòng, vừa mới nàng đã quan sát tốt, bên này khố phòng là lương thực, Đối diện trong phòng hẳn là chiến mã cỏ khô, cỏ khô liền định, tối nay chỉ lấy lương thực, các ngươi cũng không nên trách lão nương thủ đoạn độc ác, là các ngươi trước nhớ thương nhà ta tiểu phụng. Ha ha, dẹp xong lương thực về sau, chuyển tay đưa cho nhà mình các tướng sĩ, mặc dù là quân địch, cái này trời đông giá rét, cũng không thể chết đói bọn hắn. Giang Nhược nghĩ nghĩ, ghé vào Tiêu Thừa Cẩn bên tai thấp giọng nói ra, nếu không, chúng ta hào phóng một chút cho bọn hắn lưu mấy ngày khẩu phần lương thực. Tiêu thừa cẩn tự nhiên là minh bạch gian nhược ý tứ. Hắn thấp giọng trả lời, nhược nhược làm chủ liền tốt. Một bên khác, tiểu phụng, hoàng hạ thấp độ cao, dẫn dưng xuất hiện đang đi tuần các binh sĩ trước mắt. Phượng gia ở đây, còn không tranh thủ thời gian quỳ lại. Binh lính tuần tra nhóm ngẩng đầu nhìn về phía bịch cánh tiểu phụng hoàng, đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Quân doanh bên kia phát sinh sự tình, bọn hắn nhìn một cái đại khái tiểu phụng hoàng không phải bay đi sao, tại sao lại trở về rồi, đúng, nó biết phun lửa, cũng không thể chọc giận nó, phải làm sao mới ổn đây, tuần tra đội trưởng miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nói, phượng gia, ngài, ngài tại sao lại trở về rồi, tiểu phụng hoàng nghe hèn mọn ngữ khí, ngông cuồng cười to vài tiếng, ha ha, nhìn phượng gia ta làm sao lắc lư các ngươi, nơi đây phong thủy thật tốt, ta đến tản bộ một vòng. Binh lính tuần tra nhóm nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nương ải, phượng gia chính là không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra nơi này phong thủy thật tốt, phượng gia, ngài nói, đều là thật. Tuần tra đội trưởng nửa tin nửa ngờ, tiểu phụng hoàng dùng khó chịu ngữ khí trả lời, người đang chất vấn phượng gia ánh mắt, tuần tra đội trưởng cười ha hả, lấy lòng nói, tiểu nhân không dám, gian nhược dẹp xong lương thực, cùng tiêu thừa cẩn lặng lẽ trở về yên lặng nơi hẻo lánh nhìn xem cùng binh lính tuần tra nhóm nói chuyện chính hai tiểu phụng hoàng, Giang nhược đè ép tiếng nói, meo oh. ô, tiểu phụng nghe được ám hiệu, liền biết gian nhược đắc thủ, các ngươi cố gắng tuần tra, phượng gia đi, tiểu phụng hoàng quẳng xuống một câu, bay thẳng đi, binh lính tuần tra nhóm đưa mắt nhìn tiểu phụng hoàng rời đi, lộ ra một bộ tiết hận thần sắc, ai, nếu như có thế bắt nó liền tốt, bạch bạch bỏ lỡ cơ hội lập công lớn. Tuần tra đội trưởng trong lòng chợt có loại cảm giác không ổn hắn ở trong lòng nói thầm, làm sao cảm giác cái này Phượng Hoàng là tại mê hoặc. Bọn hắn, không, nhất định là ảo giác, chương 250, bưng kho binh khí, còn đem bọn hắn quân lương cho trộn đi, tiểu Phụng Hoàng tại không trung hoặc vào một cái về sau, mới trở về gian nhược vị trí, tỷ tỷ chúng ta đi thôi, tiểu Phụng, đến bên kia tìm một cái trống trải địa phương, gian nhược không nói xong. Tiểu Phụng Hoàng cùng Tiêu Thừa Cẩn trăm miệng một lời mà nói, thao luyện trận, hừ. Cẩu nam nhân, ngươi hiến cái gì ân cần? Tiểu Phụng Hoàng nói xong, hừ lạnh một tiếng, thở phì phì trừng mắt liếc Tiêu Thừa Cẩn, nó ở trong lòng nhã rảnh, thật muốn đem chó nam nhân nhét vào quân địch nơi này, Giang Nhược nhìn thoáng qua đội tuần tra, hạ giọng, xuyệt, trở về lại nhau nhau. Tiểu Phụng Hoàng chở đi Giang Nhược hai người tới thao luyện trận về sau, Giang Nhược đem tối nay thu binh khí cùng lương thực toàn bộ phóng ra, tốt chúng ta trở về đi ngủ, tối nay một trận này bận rộn, gian nhược quả thực chính là tinh thần sản khoái, cho bắt ngự thêm lớp, nhà mình các tướng sĩ còn có kinh hỷ, ngày mai lại tản điểm tin tức, dân chúng cũng có thế an tâm, quả thực là hái hoa được rồi, trời tờ mờ sáng, sở tướng quân mặc vào nhà mình phu nhân tự tay may áo bông, trong sân mừng khắp khởi quê trường thương, luyện được chính ra sức thời điểm, kho phòng lý đô ý vội vàng hấp tấp chạy vào viện tử, tướng quân, không tốt. Ra đại sự. Lý Đô Ý hô xong về sau, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, khố phòng làm sao lại đột nhiên quát ra nhiều như vậy áo bông, chăn bông cùng tươi mới đồ ăn đâu, thật sự là quá tà môn. Lý Đô Ý trong lòng còn có chút nói thầm, chẳng lẽ là mình hoa mắt rồi, sở tướng quân nghe nói ra đại sự, trong lòng cả kinh, thương trong tay kém chút ném ra, hắn cố giả bộ trấn định thu hồi trường thương, mặt đen lên quát lớn, Lý Đô Ý, một buổi sáng sớm, ngươi gào to cái gì, ngươi cái này mảnh cái đinh một hô, dọa đến lão tử kém chút khẩu súng ném ra, lý đô úy rụt rụt đầu, chắp tay ôm quyền nói, tướng quân, khố phòng xảy ra chuyện, cái gì? Khố phòng xảy ra chuyện rồi. Sở tướng quân sắc mặt đại biến, sẽ không là bị quân địch cho bưng đi, mang bản tướng quân đi xem một chút. Sở tướng quân tay cầm trường thương, dẫn đầu nhất chân rời đi. Lý Đô Ý lao lao mồ hôi tráng châu, trơn tru đuổi theo sở tướng quân bước chân. Giờ phút này, cửa kho đứng một vòng người, bọn hắn ghé vào một, lên, thấp giọng nghị luận. Vừa mới Lý Ca nói, trong khố phòng đột nhiên toát ra rất nhiều thứ, cũng không biết có phải là thật hay không. Nhìn hắn nóng nảy bộ dáng, hẳn là không sai. Cái này sự tình khá là quái dị a. À? chờ tướng quân đến, liền biết chuyện gì xảy ra. Xuyệt, tướng quân đến, lời vừa nói ra, vây quanh ở cổng các tướng sĩ cấp tốc tản ra, sở tướng quân bước nhanh vội vàng đi vào cửa kho, hơi chậm thở ra một hơi, mở ra khố phòng cửa, vâng, tướng quân. Lý Đô Ý sau khi nói xong, tiến lên hai bước, mở ra khố phòng cửa, cửa vừa mở ra, một trận gió thổi vào khố phòng, đang thiêu đốt hai cây ngọn nến bị gió thổi diệt, Lý Đô Ý lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân, hắn trở lại cổng, trung rẩy nói, tướng quân, khố phòng giống như. Có, quỷ, sở tướng quân, Lý Đô Ý bình thường rất dũng mãnh một người, sáng nay làm sao liền sợ hề hề, hắn tiến vào khố phòng, trầm giọng nói ra, đi nhóm lửa ngọn nến, vâng, tướng quân. Lý Đô Ý lấy ra cây châm lửa, trầm chập đi vào góc tường, nhóm lửa hai cây ngọn nến, ánh nến dần sáng, làm sở tướng quân nhìn thấy trưng bày chăn bông cùng áo bông lúc, một mặt vui mừng chạy tới, hắn đưa thay sờ sờ áo bông, cười ha ha vài tiếng, quá tốt, là áo bông, chăn bông, đã xuất hiện tại bọn hắn khố phòng, đó chính là bọn họ, ai nha? Nhất định là thiện tâm Bồ Tát đi ngang qua nơi đây, sở tướng quân bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua bí mật đêm đi tiêu thừa cẩn cùng gian nhược, hắn lập tức phản ứng lại, đây là An Vương Điện Hạ vợ chồng đưa tới, Lý Đô Ý đứng ở phía sau, dùng sức dụi dụi con mắt, tướng quân, những cái này áo bông, chăn bông trống rỗng xuất hiện tại khố phòng. Sở tướng quân nghe vậy, nhấp chân đá một chút lý đô ý, ngậm miệng, cái gì gọi là trống rỗng xuất hiện. Những cái này áo bông tại chúng ta khố phòng, chính là chúng ta, lý đô ý, tướng quân, ngài không phải nhất quan minh lỗi lạc, thiết diện vô tư sao, tốt a, à, ngài nói là nhà mình, chính là nhà mình, sở tướng quân thần sắc kích động, tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, cái này sự tình phải tìm thỏa đáng lý do cũng không thể nói là An Vương Điện Hạ vợ chồng đưa cho các tướng sĩ A. À. Sở tướng quân suy nghĩ trong chốc lát về sau, chững chạc đàng hoàng đối với Lý Đô Ý nói, Lý Đô Ý, một vị nào đó, phú thương, nhìn chúng ta trấn giữ biên cảnh không dễ dàng, cố ý tiêu tốn bạc cho chúng ta mua thêm áo bông. Người minh bạch có ý tứ gì sao? Lý Đô Ý vuốt vuốt bị đá bờ mông, vĩ khuất nói, thuộc hạ minh bạch, trời càng ngày càng lạnh, đem cái này chống lạnh áo bông toàn bộ phân phát đi xuống đi sở tướng quân nói xong, phát ra một trận cởi mở tiếng cười, Lý Đô ý lợi dụng đúng cơ hội, chân chó nói, tướng quân, bên kia còn có rất nhiều đồ ăn, sở tướng quân trừng lớn hai con ngươi, cái gì? Còn có đồ ăn, kinh hỉ sau khi, sở tướng quân vung tay lên, hào khí ngất trời nói, sáng nay cho đoàn người thêm đồ ăn, vâng, tướng quân, thao luyện trận, sách trời dần sáng. Sở hạo huyền mang theo các tướng sĩ đi vào thao luyện trận khi bọn hắn nhìn thấy chất đống ở đây binh khí cùng lương thực lúc toàn bộ sửng sốt tình huống như thế nào đây là trên trời rơi xuống binh khí lương thực sở hạo huyền bên người một tướng sĩ tiến lên mấy bước cầm lấy một cây trường thương nhìn kỹ một chút khi hắn nhìn thấy chui thương khắc lấy ngự chữ lúc trong lòng một trận cuồng hỉ hắn xoay người một mặt mừng thầm nói thiếu tướng quân những binh khí này tựa như là bắt ngự cẩu tặc ngài nhìn xem lấy lại tinh thần sở hạo huyền tiếp nhận trường thương xem xét một phen thật đúng là bắt ngự binh khí sở hạo huyền trong lòng nghi ngờ đồng thời càng nhiều hơn chính là mừng thầm bây giờ xem ra bắt ngự kho binh khí hẳn là bị người cho bưng đến cùng là ai quảng hắn ai đây người ta hảo tâm đưa tới hẳn là cảm tạ mới đúng hôm qua vóc bắt ngự tướng quân khiêu khích quay đầu liền dùng binh khí bồi tội sáng nay không thao luyện mau đem những binh khí này cùng lương thực trở về khố phòng sở hạo huyền sau khi phân phó xong, quay người rời đi, quỷ dị như vậy đại hỷ sự, phải nói cho phụ thân mới được, cùng một thời gian, bắt ngự quân doanh một mảnh sầu vân thảm vụ, kiều đại tướng quân nhìn xem trống rỗng kho binh khí, một cổ nộ khí bay thẳng tráng, là ai làm, vậy mà trong vòng một đêm đem kho binh khí cho chuyển không, nếu để cho đại diễm bên kia biết bọn hắn không có binh khí, nghĩ như vậy, kiều đại tướng quân lập tức hoảng hồn. Bác ngự quân sư lông mày cau lại, tại kho binh khí bên trong đi dạo hai vòng việc này cũng không phải bình thường người gây nên quân sư chợt nhớ tới đêm qua hiện thân tiểu phụng hoàng nghĩ đến chỗ này hắn bước nhanh đi vào kiều đại tướng quân trước mặt tướng quân việc này hẳn là cùng con kia phượng hoàng có quan hệ hẳn là mau tới báo quốc quân kiều đại tướng quân nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý hắn vừa định đáp lời liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng la khóc kiều đại tướng quân không tốt ra đại sự đêm qua binh lính tuần đêm nhóm một đường lộn nhào hốt hoảng chạy vào kho binh khí kiều đại tướng quân nhìn xem bọn hắn dáng vẻ chật vật mặt mũi tràn đầy nộ khí quát một buổi sáng sớm gào thét cái gì gào thét tuần tra đội trưởng nghĩ đến kiểm tra khố phòng lúc hình tượng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất tướng quân khố phòng lương thực không cánh mà bay chỉ còn lại mấy ngày khẩu phần lương thực đây là muốn chết đói bọn hắn a à, kiều đại tướng quân nghe vậy mắt tối sầm lại Thân thể lão đảo một chút, cái gì? Quân lương? Không cánh mà bay, nhất định là con kia Phượng Hoàng làm, bưng kho binh khí, còn đem bọn hắn quân lương cho trộn đi, quả thực là quá phách lối, lần sau gặp, không phải đem nó bắt được, lột sạch nó lông, việc cấp bách, hẳn là trước cho quốc quân đi một phong mật hàm, tướng quân doanh phát sinh những chuyện này chi tiết báo cáo. Tiểu Phụng Hoàng biểu thị, ngươi Phượng gia ta cũng không có như thế lớn bản lĩnh. Ha ha. Ta nhiều lắm là tính cái đồng lõa mà thôi. Chương 251 Bùi thị tiến cung một chuyện, Phải tránh tiết lộ phong thanh, Biên cảnh nhiệt độ không khí có chút thấp, Đêm qua gian nhược cùng tiêu thừa cẩn trong không gian nghỉ ngơi, Gian nhược ngầm đâm đâm nghỉ, Đặt vào thoải mái dễ chịu địa phương không ngủ, Ngốc hay không ngốc, Hai người tỉnh ngủ về sau, Rửa mặt một phen liền ra không gian, Tiêu thừa cẩn nhìn sắc trời một chút, Đối gian nhược nói ra, Nhược nhược, ta đi lấy đồ ăn sáng, Giang Nhược cười hắc hắc, đi thôi, đúng, để Diêu trưởng quỷ đem chuyện tối ngày hôm qua tuyên dương ra ngoài. Tiêu thừa cẩn khóe môi hơi câu, Nhược Nhược yên tâm, đêm qua sự tình sẽ rất nhanh truyền khắp trấn nhỏ. Giờ phút này, Diêu trưởng quỷ sớm đã vì hai người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng, hắn dưới lầu đi qua đi lại, hai vị chủ tử trở về thời điểm đã là sau nửa đêm, cũng không biết có hay không rời giường. Diêu trưởng quỷ khi nhìn đến tiêu thừa cẩn xuống lầu một khắc này, lập tức nên đón trong khách sạn lúc này cũng không có khách nhân diêu trưởng quỷ cũng không có kiên kỳ quá nhiều chủ tử đồ ăn sáng đã chuẩn bị kỹ càng thuộc hạ cho ngài cùng phu nhân đưa lên tiêu thừa cẩn đi vào trước bàn ngồi xuống diêu trưởng quỷ đồ ăn sáng đợi lát nữa ta cầm lên đến liền tốt ngươi qua đây ngồi ta có chuyện phân phó ngươi đi làm diêu trưởng quỷ không hề ngồi xuống mà là cung kính đứng ở một bên chủ tử có việc ngài phân phó thuộc hạ lập tức liền đi làm tiêu thừa cẩn hạ giọng đem tối hôm qua tại bắt ngự quân doanh làm sự tình nói một lần đương nhiên đặc biệt đem tiểu phụng hoàng sự tình cường điệu giảng một chút diêu trưởng quỷ nghiêm túc nghe xong đem tiêu thừa cẩn vừa mới nói toàn bộ ghi ở trong lòng kinh đêm qua sự tình bắt ngự bên kia là không dám tùy tiện bốc lên chiến loạn ngươi đem những chuyện này lan rộng ra ngoài để cho dân chúng an tâm tiêu thừa cẩn sau khi nói xong đứng dậy bưng lên khay. Diêu trưởng quỷ chắp tay, chủ tử, thuộc hạ sẽ làm thỏa việc này. Tiêu thừa cẩn nhẹ gật đầu, quay người lên lầu 2, không thể không nói, diêu trưởng quỷ động tác chính là nhanh. Giang nhược cùng tiêu thừa cẩn còn chưa ăn xong đồ ăn sáng, liền nghe phía ngoài truyền đến kích động tiếng rống. Trên đường phố, theo tin tức đáng tin, đêm qua, bắt ngự kho binh khí cùng kho lương toàn bộ bị bưng, mà lại, con kia Phượng Hoàng cũng hiện thân giáo húng qua bọn hắn lão thiếu gia môn, chúng ta không cần sợ bọn chúng. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi thần thần bí bí nói, ta đêm qua đi tiểu đêm lúc, nhìn thấy một cái to lớn hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống, hẳn là rơi xuống bắt ngự quân doanh, lại còn có cái này sự tình, đáng đời, gặp báo ứng đi, một đám người tụ cùng một chỗ trò chuyện khí thế ngất trời, thị trấn bên trên bầu không khí trở nên sinh động. Giang Nhược cùng tiêu thừa cẩn hôm nay không có đặc biệt thu xếp, trong lúc rảnh rỗi, hai người ngay tại thị trấn bên trên đi dạo một ngày. Giang Nhược cũng chưa quên đi dân tộc du mục bên kia tìm kiếm bò sữa sự tình. Hắc hắc. Thật vất vả đến một chuyến, thể nghiệm một chút mùa đông thảo nguyên sinh hoạt, kinh thành. Bùi thị kể từ khi biết Giang Vân Giao chết tại Tể Châu về sau, bệnh nặng một trận. Mạnh hoành tài thấy bùi thị nửa chết nửa sống dáng vẻ, sinh lòng chán ghét. Tại mạnh phu nhân châm ngòi dưới, hai vợ chồng vừa muốn đem bùi thị đuổi ra mạnh gia. Bùi thị biết trời đi mạnh gia, cuộc sống của mình gặp qua càng thêm gian nan, cho nên, tại mạnh phu nhân đối nàng nói lời ác độc, đuổi nàng thời điểm ra đi, nàng ăn nói khép nép đau khổ cầu khẩn không muốn đuổi nàng đi. Mạnh phu nhân tại chỗ biểu thị, mạnh gia cơm không nuôi người rảnh rỗi, lưu tại mạnh gia có thể, phải làm mạnh gia thô làm bà tử mới được. Bùi thị nghiến răng nghiến lợi đáp ứng. Từ đó, Bùi thị tại mạnh gia trải qua hạ nhân sinh hoạt, mùa đông trời lạnh, Bùi thị mỗi ngày làm việc nặng, hai tay mọc đầy nứt da, vừa đến ban đêm ấm áp tới, hai tay của nàng liền lại ngứa vừa đau. Bùi thị trong lòng cái kia hận a, à, vì cái gì liền luôn lạc tới cái này hoàn cảnh đây, nàng Giao Nhi làm sao liền chết tại Tể Châu đây. Giao Nhi rõ ràng nói qua, chết tại Tể Châu chính là gian nhược cái kia dễ rách, nếu như không phải gian nhược, nàng vẫn là thừa tướng phu nhân, nàng hãng nhi vẫn là phủ thừa tướng công tử. Nghĩ đến chỗ này, Bùi thị lòng tràn đầy oán hận, sinh lòng độc kế, gian nhược, nếu như không phải ngươi, ta giao nhi sẽ không chết tại tể châu, còn có tiêu thừa cẩn, đời này đừng nghĩ leo lên đế vị, hết thảy đi chết, hừ. Nàng muốn mượn hoàng thượng tay, đem những này hại chết giao nhi người toàn bộ giết chết, trời tối người yên, bùi thị lén lén lúc lúc trời đi mạnh da, hướng phía hoàng cung phương hướng chạy tới, cửa hoàng cung. Các đêm các ngự lâm quân khi nhìn đến bùi thị đi vào cửa cung một khắc này, lúc này cảnh giác lên, bọn hắn rút ra bội kiếm, nghiêm nghị quát, người nào, bùi thị nhìn xem khí thế hùng hổ các ngự lâm quân, dọa đến lui lại một bước, nàng lao lao mồ hôi trán châu, lấy lòng nói, các vị quan gia, dân phụ có chuyện quan trọng muốn nói cho hoàng thượng, cầu các ngươi đi thông báo một chút, một ngự lâm quân mỉa mai nói, lớn tuổi như vậy, còn vọng tưởng câu dẫn hoàng thượng lời vừa nói ra cái khác các ngự lâm quân nhịn không được cười lên ha hả vị đại nương này ngươi có phải hay không đang nằm mơ đâu trời thật lạnh ngươi nhanh đi về đi bùi thị nghe bọn hắn giọng dẻo cợt trong lòng hận cực nàng ở trong lòng thầm mắng mắt chó coi thường người khác đồ vật rơi vào đường cùng bùi thị ném ra ngoài thân phận của mình các vị quan gia dân phụ bùi thư lam thật sự có chuyện quan trọng báo cho hoàng thượng ngự lâm quân nghe vậy liếc mắt nhìn nhau cái tên này nghe vào có chút quen thuộc trong đó một tên ngự lâm quân trong đầu linh quang lóe lên lập tức nhớ tới bùi thị là ai đến hóa ra là bị trước thừa tướng đừng vứt bỏ cái kia bùi thị hẳn là nàng nắm giữ lấy trước thừa tướng một ít bí mật nghĩ đến chỗ này người ngự lâm quân này âm thanh lạnh lùng nói ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào thông báo một tiếng về phần hoàng thượng có chịu hay không gặp ngươi hừ bùi thị nghe vậy cười rạng rỡ mà nói đa tạ vị này quan gia làm phiền ngài đi một chuyến hắn nhất định là nhận ra mình thân phận người ngự lâm quân này tiến vào hoàng cung về sau thẳng đến dưỡng tâm điện giờ phút này canh giữ ở bên ngoài tẩm cung hai tên thái giám chính buồn ngủ đang nghe tiếng bước chân lúc lập tức tỉnh táo lại người ngự lâm quân này đi vào bên ngoài tẩm cung hơi chậm thở ra một hơi hai vị công công bị giang kỳ niên đừng vứt bỏ bùi thị ngay tại ngoài cung chờ lấy nàng nói có chuyện quan trọng muốn báo cho hoàng thượng hai tên thái giám sau khi nghe xong liếc nhau ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu cái này bùi thị đêm khuya đến đây hẳn là muốn tố giác người nào đó ngươi trước chờ lấy nhà ta đi vào thông báo một tiếng tên thái giám này sau khi nói xong bước nhanh rời đi quý tổng quản vừa mới ngoài cung trực đêm ngự lâm quân đến báo nói là bị giang kỳ niên đừng vứt bỏ cái kia bùi thị nói có chuyện quan trọng báo cho hoàng thượng tên thái giám này sau khi nói xong tự giác đứng ở một bên chờ đợi quý tổng quản nghe vậy trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt hoàng thượng giấc ngủ không tốt lắm cái này thật vất vả chìm vào giấc ngủ đánh thức hắn có thể hay không long nhan giận dữ a à. thế nhưng là vạn nhất cái này bùi thị trong tay thật sự có quý tổng quản tại tẩm điện bên ngoài do dự trong chốc lát về sau thả nhẹ bước chân tiến vào tẩm điện hắn đi vào long sàng dừng đứng lại, nhẹ giọng kêu, hoàng thượng, hoàng thượng, tiếp theo một cái chớp mắt, trướng màn bên trong truyền đến tiêu quân trạch không vui thanh âm, có chuyện gì, kỳ thật, lúc này tiêu quân trạch tuyệt không chìm vào giấc ngủ, hắn ngay tại suy nghĩ tiêu mạch thành cùng đường trung hút tại trà lâu mưu đồ bí mật sự tình, quý tổng quản nghe tiêu quân trạch không vui ngữ khí, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, hồi hoàng thượng, vừa mới có người đến báo, nói, nói bị Giang Kỳ Niên đừng vứt bỏ bùi thị có chuyện quan trọng. Tiêu quân trạch nghe vậy, lập tức đứng dậy xốc lên xốc lên trướng màn. Tuyên nàng tiến cung, đi ngự thư phòng thấy trẫm, ghi nhớ, bùi thị tiến cung một chuyện, phải tránh tiết lộ phong thanh, nô tài lĩnh chỉ. Quý tổng quản từ dưới đất bò dậy về sau, quay người ra tẩm điện, tiêu quân trạch đứng dậy hạ long sàng, người tới, cho trẫm thay quần áo, bãi giá ngự thư phòng, vâng, hoàng thượng phụng dưỡng ở bên hai tên thái giám, tay chân lanh lẹ cho tiêu quân trạch thay đổi long bào. Tiêu quân trạch người khoác áo khoác, ngồi long liễn đi ngự thư phòng. Trên đường, tiêu quân trạch âm thầm suy nghĩ, cái này bùi thị đột nhiên nhảy ra, nhất định là bởi vì một ít sự tình chó cùng rất dậu. Có lẽ, nàng biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chương 252, ngươi đêm khuya đến đây cầu kiến trẫm, cần làm chuyện gì? Tiếng cung thông báo ngự lâm quân dùng tốc độ nhanh nhất trở lại cửa cung bùi thị theo ta tiến cung diện thánh bùi thị nghe vậy một mặt mừng thầm tạ ơn vị này quan gia nàng bất chấp tất cả nhấc chân liền tiến cửa cung tại bùi thị tiến vào cửa cung về sau người ngự lâm quân này đối bên cạnh thân ca môn thấp giọng nói nói cho các huynh đệ tối nay bùi thị vào cung một chuyện chớ có tiết lộ phong thanh minh bạch cái này bùi thị khả năng còn không biết bước vào cái này cửa cung nhưng là muốn trả giá đắt Tiêu quân trạch tiến vào ngự thư phòng về sau, quý tổng quản đứng ở bên ngoài chờ đợi bùi thị đến, đắc ý quên hình bùi thị, tại ngự lâm quân dẫn đầu dưới, đi lại vội vã đuổi tới ngự thư phòng bên ngoài. Quý tổng quản tiến lên hai bước, âm thanh lạnh lùng nói, bùi thị, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi biết a? À, dân phụ tự nhiên biết. Bùi thị bởi vì lập tức có thể báo thù, thần sắc nhìn qua có chút điên cuồng quý tổng quản khinh bỉ dò xét một chút bùi thị cùng nhà ta tới đi giang kỳ niên đi tể châu trước vẫn là cao cao tại thượng thừa tướng phu nhân ngắn ngủi mấy tháng cái này bùi thị vậy mà qua như vậy thất vọng quý tổng quản gõ cửa phòng một cái thùng thùng ngồi tại bàn trước tiêu quân trạch nghe được tiếng đập cửa trầm giọng nói tiếng quý tổng quản nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra không người nói hoàng thượng bùi thị đã đưa đến nô tài lui ra tiêu quân trạch nghe vậy nhẹ gật đầu đồng thời đối quý tổng quản làm cái nháy mắt quý tổng quản quay người rời đi ngự thư phòng thuận tiện đem cửa đóng lại bùi thị đi theo quý tổng quản tiến ngự thư phòng về sau tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dân phụ tham kiến hoàng thượng ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế bình thân đi tiêu quân trạch trong giọng nói mang theo một tia vội vàng dân phụ tạ tạ hoàng thượng bùi thị nơm nớp lo sợ sau khi đứng dậy câu nệ đứng ở một bên Tiêu quân trạch che miệng ho nhẹ một tiếng, có ý riêng mà nói, bùi thị, ngươi đêm khuya đến đây cầu kiến trẫm, cần làm chuyện gì? Bùi thị đại não cấp tốc vận chuyển, tiêu quân trạch trong lòng mặc dù nói có chút nóng nảy, nhưng cũng cho bùi thị suy nghĩ thời gian. Bùi thị vuốt thuận suy nghĩ, đáy mắt hiện lên một vòng âm độc, nàng cúi thấp đầu, thanh âm nhẹ nhàng, hoàng thượng, dân phụ tối nay cầu kiến, là bởi vì một cọc bí sự, tiêu quân trạch có chút không kịp chờ đợi, Nói một chút, hoàng thượng tiếp xuống, dân phụ nói sự tình nghe vào có chút không thể tưởng tượng, nhưng đều là thật, Tiêu Quân Trạch nhẹ gật đầu, ra hiệu Bùi Thị nói đi xuống, dân phụ nữ Nhi Giang Vân giao chính là Sống lại người. Bùi Thị sau khi nói xong, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Quân Trạch, Tiêu Quân Trạch nghe được sống lại hai chữ, có một nháy mắt ngây người, sống lại, là chết rồi, lại sống ý tứ sao? Thế nhưng là Giang Vân Giao không phải đã chết tại Tể Châu. Nghĩ như vậy, tiêu quân trạch bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Bùi thị nhìn xem tiêu quân trạch biểu lộ, liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng, tiêu thừa cẩn lưu vong ngày ấy, dân phụ nữ nhi từ trà lâu thang lầu quẳng xuống về sau, lâm vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, nàng có được trí nhớ của kiếp trước. Tiêu quân trạch nghe vậy, cọ một chút đứng người lên, cái gì? Trí nhớ của kiếp trước, cho nên nói, cái này Bùi Thị biết ở kiếp trước sự tình. Bùi Thị thấy hỏa hầu đến, trực tiếp tiến vào chủ đề, dân phụ nữ nhi biết kiếp trước chuyện xảy ra, cho nên mới đi tể châu. Bởi vì, tương lai là tiêu thừa cẩn leo lên hoàng vị, tiêu quân trạch nghe vậy, thân thể không bị khống chế lão đảo một chút, tiêu thừa cẩn leo lên hoàng vị mấy chữ, làm hắn kém chút mất lý trí. Tiêu quân trạch hai tay nắm chắc, nhìn chồng chọc vào bùi thị, còn có ai biết cái này bí sự thanh âm của hắn âm lãnh đáng sợ. Bùi thị bị tiêu quân trạch bộ dáng dọa đến hai chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đúng, vừa vặn thừa cơ hội này trả thù Giang Kỳ Niên. Nàng run rẩy mà nói, Hoàng thượng bất giận, Giang Kỳ Niên biết cái này bí sự. Tiêu quân trạch nghe vậy, trong lòng nộ khí không ngừng kéo lên. Tốt! Trách không được Giang Kỳ Niên lão thất phu này ôm lấy đi tể châu chẩn tai sự tình. Hoàng thượng, theo Giao Nhi nói, ở kiếp trước, Giang Nhược cái kia dễ rách là chết tại Tể Châu, thế nhưng là, nàng bây giờ cũng không có chết, mà lại, ở kiếp trước cũng không có phát sinh quốc khố bị cướp chờ sự tình. Theo dân phụ quan sát, từ khi Giang Nhược đáp ứng xung hỉ về sau, nàng tựa như biến thành người khác giống như rất tà môn, dân phụ hoài nghi, những chuyện này vô cùng có khả năng chính là Giang Nhược làm. Bùi thị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem trước đó hoài nghi sự tình toàn bộ nói ra. Tiêu quân trạch sau khi nghe xong, giống như xét đánh một loại cứng lại ở đó, cho nên, Long ỷ cùng Ngọc cũng là bọn hắn trộm đi. Giờ khắc này, tiêu quân trạch thậm chí có thể xác định, đoạn thời gian trước đến khiêu khích Phượng Hoàng chính là tiêu thừa cẩn cùng gian nhược, hừ. Ở kiếp trước ngươi leo lên hoàng vị, một thế này. Mơ tưởng, tiêu quân trạch ngồi trở lại trên chỗ ngồi, dùng hết lực khí toàn thân, để ở vào nổi giận trạng thái mình bình tĩnh trở lại, trong ngự thư phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiêu quân trạch nhìn xem quỳ trên mặt đất bùi thị, đáy mắt hiện lên đáng sợ sát ý, bùi thị, ngươi về trước đi, chẳng phải suy nghĩ thật kỹ. Nên như thế nào, ban thưởng ngươi, bùi thị nghe vậy, ngẩng đầu, hoàng thượng, dân phụ không muốn ban thưởng, thần phụ chỉ có một điều thỉnh cầu, cầu hoàng thượng giết tiêu thừa cẩn cùng gian nhược, vì dân phụ nữ nhi báo thù. Tiêu quân trạch nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia kinh thường, tốt, trẫm liền ứng ngươi điều thỉnh cầu này, quý tổng quản, đưa bùi thị xuất cung, nô tài lĩnh chỉ. Quý tổng quản mắt nhìn xuống đất tiến vào ngự thư phòng, bùi thị, nhà ta đưa ngươi xuất cung, bùi thị hai tay đỡ địa, dân phụ cáo lui, quý tổng quản mang theo bùi thị rời đi ngự thư phòng về sau, tiêu quân trạch liền đưa tới ám vệ, người tới, một người áo đen phi thân mà xuống, trực tiếp quỳ xuống đất. Hoàng thượng, có gì phân phó?" Tiêu Quân Trạch đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, "Theo sau, bùi thị nhà vô ý hỏa hoạn." Toàn bộ chôn thay biển lửa, thuộc hạ minh bạch. Ám vệ lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi. Màn đêm buông xuống, một trận đại hỏa, đem Mạnh gia hóa thành tro tàn. Chương 253, Mạnh gia cái này rõ ràng chính là bị người cho diệt khẩu, Mạnh gia trong đêm ngoài ý muốn hỏa hoạn tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành, dù sao mạnh gia cả nhà không một người may mắn thoát khỏi cũng là một cọc nhân gian thảm án một buổi sáng sớm mạnh gia hàng xóm tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ theo lý thuyết coi như hỏa hoạn mạnh gia người cũng có thế phát giác đúng a à, phát sinh chuyện lớn như vậy mạnh gia người một cái đều không có trốn tới chà chà sẽ không là trước diệt khẩu lại a à, ta biết nhất định là báo thù lời vừa nói ra đám người lập tức liên tưởng đến tiền nhiệm thừa tướng Giang Kỳ Niên, bọn hắn liếc nhau, ánh mắt bên trong ý tứ không cần nói cũng biết, phá án, tiền nhiệm thừa tướng vì trả thù bùi thị, cho nên mới mua hung giết người, một đám quan sai lớn tiếng la hét, tránh ra, tránh ra, quan phủ tra án. Bọn hắn đi vào một mảnh hỗn độn hiện trường, giả vờ giả việc điều tra một phen, cầm đầu quan sai một mặt nghiêm cẩn, đối đứng ở một bên xem náo nhiệt bách tính hô, các hàng xóm láng giềng tới đây một chút, ta có lời muốn hỏi các ngươi, vừa mới phá án mấy người liếc nhau, lẫn nhau thôi tán đi vào tên này quan sai trước mặt, một phụ nhân dùng sức gạt ra nước mắt, ra vẻ một mặt thương tâm nói, ai, ai có thể nghĩ tới, mạnh gia đêm qua sẽ hỏa hoạn, nàng dùng tay áo lau lau nước mắt, quan gia, ngài có chuyện cứ hỏi đi, tên này quan sai mặt lạnh, dùng giải quyết việc chung giọng điệu nói, đêm qua, các ngươi nhưng nghe được cái gì động tĩnh? hồi quan gia lời nói, cái này lớn trời lạnh, chúng ta sớm liền nằm ngủ, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Tên này quan sai nghe vậy, nhẹ gật đầu, miệng bên trong lầm bầm một câu, chẳng lẽ là trong đêm châm lửa sưởi ấm, ngoài ý muốn hỏa hoạn. Mạnh gia các bạn hàng xóm nghe được câu này về sau, lặng lẽ sờ sờ liếc nhau, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đúng, mạnh gia chính là ngoài ý muốn hỏa hoạn, theo người vây xem càng càng nhiều, những cái này quan sai cuối cùng lấy mạnh ra ngoài ý muốn hỏa hoạn kết án. Giang phủ, Giang kỳ niên trong phủ đã tỉnh lại ba tháng, trong phủ lưu lại mấy tên nô tài, đều ngóng nhìn tiêu quân trạch nhanh lên cho Giang kỳ niên thu xếp một cái chức vị. Từ khi Giang kỳ niên ném thừa tướng chức, Giang phủ nô tài mỗi lần đi ra ngoài là nhận hết bạch nhãn. Bọn hắn là bản thân trải nghiệm cái gì gọi là, tường đổ mọi người đẩy, hừ. Đều do bùi thị không tuân thủ phụ đạo, cho hắn gia lão gia đưa tới vận rủi không nói, còn để nhà hắn lão gia trở thành toàn kinh thành trò cười. Không phải sao, sáng nay A Bình lúc ra cửa, nghe được mạnh gia hỏa hoạn tin tức lúc, lúc này cao hứng bừng bừng chạy về gian phủ. A Bình trực tiếp đẩy ra cửa thư phòng, xông vào, lão gia, thiên đại hỷ sự, ngồi tại bàn nhìn đằng trước sách gian kỳ niên, bị giật nảy mình, hắn không vui quát lớn, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, A Bình vô ý thức dừng bước chân nhưng là vừa nghĩ tới mạnh gia hỏa hoạn sự tình vẫn là không nhịn được tiến lên mấy bước lão gia tiểu nhân vừa mới trên đường nghe được một kiện đại sự nói một chút đi giang kỳ niên thu hồi ánh mắt nhìn xem quyển sách trên tay tịch mạnh gia đêm qua ngoài ý muốn hỏa hoạn bọn hắn cả nhà đều bị thiêu chết a bình sau khi nói xong quan sát đến giang kỳ niên biểu lộ giang kỳ niên sau khi nghe xong biến sách quyển sách trên tay trượt xuống ở trên bàn Hắn bỗng nhiên đứng người lên, "Ngươi nói cái gì? Mạnh gia xảy ra chuyện, hỏa hoạn, Mạnh gia cái này rõ ràng chính là bị người cho diệt khẩu, chẳng lẽ là Bùi Thư Lam?" Nghĩ đến chỗ này, Giang Kỳ Niên sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, "Nếu thật là như vậy, mình cũng rất nguy hiểm." A Bình nhìn xem Giang Kỳ Niên bộ dáng, cho là hắn đối Bùi thị mẹ con còn có đặc thù tình cảm, quay đầu hừ lạnh một tiếng, "Hắn làm sao biết?" giang kỳ niên đã đoán được mạnh gia bị diệt nguyên nhân a bình ngươi lặng lẽ đi tìm hiểu một chút mạnh gia đêm qua đến tục cùng chuyện gì xảy ra giang kỳ niên sau khi nói xong trở lại ngồi vào trên chỗ ngồi a bình không tình nguyện đáp vâng lão gia tiểu nhân cái này đi tìm hiểu tin tức tại a bình sau khi rời đi giang kỳ niên đứng người lên trong thư phòng đi qua đi lại hắn hận hận nghĩ bùi thị để ngươi không an phận phải bị diệt khẩu thế nhưng là, mình nên làm cái gì, vụng trộn rời đi kinh thành, không, đã trễ, Giang Kỳ Niên cau mày, trong lòng thấp thỏm lo âu, buổi chiều, quý tổng quản cầm một đạo thánh chỉ, mang theo hai tên thái giám thẳng đến Giang Phủ, sớm biết được tin tức Giang Kỳ Niên, thật sớm đợi phía trước sảnh, chờ đợi quý tổng quản đến tuyên đọc thánh chỉ, quý tổng quản tiến vào phòng trước về sau, khinh miệt nhìn thoáng qua Giang Kỳ Niên, thánh chỉ đến. Giang Kỳ Niên không biết tiêu quân trạch trong hồ lô muốn làm cái gì, nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất tiếp chỉ, vi thần tiếp chỉ, quý tổng quản hắn giọng một cái, mở ra thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, kinh điều tra, chẩn tai lương mất đi một chuyện quá quỷ dị, Giang Đại Nhân đã ở trong phủ tỉnh lại ba tháng, liền không truy cứu nữa việc này, Giang Đại Nhân học thức uyên bác, văn thải nổi bật, ngay hôm đó lên, nhậm chức quốc tử giám ti nghiệp, khâm thử. Giang Kỳ Niên hai tay đỡ địa, dập đầu nói, tạ chủ Long Ân, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, quý tổng quản khép lại thánh chỉ, khóe môi câu lên một vòng không rõ ý cười, âm dương quái khí nói, chúc mừng Giang Đại Nhân, Hoàng thượng biết ngươi sẽ nghĩ nhiều, cho nên mới hạ đạo thánh chỉ này bỏ đi ngươi lo nghĩ, nếu như ngươi dám âm thầm cùng tiêu thừa cẩn, Giang Nhược lui tới, lập tức để ngươi máu tươi tại chỗ, Giang Kỳ Niên sau khi đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ làm phiền quý tổng quản đi một chuyến. Hắn tiếp nhận A Bình đưa qua túi tiền, một mặt lấy lòng nhét vào quý tổng quản trong tay, quý tổng quản cầm đi uống chén trà nóng, quý tổng quản cầm lên chân chạy phí, nghênh ngang rời đi giang phủ. Giang kỳ niên nhìn xem quý tổng quản bóng lưng rời đi, lâm vào trầm tư, hoàng thượng đây là ý gì, hẳn là, mạnh gia thật là ngoài ý muốn hỏa hoạn, chương 254, thật là có bò sữa, biên cảnh. Giang Nhược cùng Tiêu Thừa Cẩn cải trang cách ăn mặc thành thương nhân, cưỡi xe ngựa đi vào dân tộc du mục bộ lạc. Bên ngoài hàng phong lạnh thấu xương, Tiêu Thừa Cẩn ngồi ở phía trước khổ nhe răng đánh xe ngựa. Giang Nhược thì ngồi ở trong xe ngựa, hài lòng uống vào trà nóng, gặm hạt dưa. Điệu bộ này, nàng hoàn toàn chính là ra tới du lịch, nhược nhược, phía trước liền đến. Tiêu Thừa Cẩn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Giang Nhược trèm xe vén lên, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ lều trướng đến phía trước dừng lại chúng ta đánh trước dò xét một chút tình huống được gian nhược buộc lại áo khoác đeo lên bông vải mũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiêu thừa cẩn tìm một chỗ không thấy được địa phương đưa xe ngựa đậu xong gian nhược từ trên xe ngựa nhảy xuống lôi kéo tiêu thừa cẩn trốn ở phía sau đại thụ chúng ta thật vất vả đến một chuyến được nhiều chơi mấy ngày mới được tiêu thừa cẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u nhìn thấy có bông tuyết bay xuống, hắn mắt ngoắc khóe môi, tâm tình vui vẻ nói, nhược nhược, tuyết rơi, nhược nhược tối hôm qua nói qua, muốn thể nghiệm một chút tại trong tuyết dục ngựa cảm giác, Giang nhược nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm gia đình ở nhờ mấy ngày, bọn hắn tại phía sau cây quan sát trong chốc lát, quyết định lấy lạc đường vì lấy cớ, tiếp cận ở tại tuyết ngoài rìa chỗ một đôi hai mẹ con, bởi vì... Giang Nhược nhìn thấy tên kia phụ nhân ngay tại lều cỏ hạ chen sữa bò. Chúng ta đi qua đi. Giang Nhược dùng cùi chỏ đụng đụng tiêu thừa cẩn, chỉ vào tên kia phụ nhân nói, tiêu thừa cẩn, ngươi biết nàng đang làm gì sao? Chen sữa bò, hắc hắc. Giang Nhược nói, hai mắt sáng lên nhìn xem lều cỏ tử bên trong mấy đầu bò sữa. Ha ha, thật là có bò sữa. Tiêu thừa cẩn nghe Giang Nhược không có hảo ý tiếng cười, tai ửng đỏ, đem ánh mắt dời về phía nơi khác hắn ở trong lòng điên cuồng nhã rảnh, nhạc phụ đại nhân cũng thế, nhất định để nhược nhược tìm bò sữa, nhược nhược sẽ không để cho mình học tập chen sữa bò đi, ai, có chút thẹn thùng, đúng lúc này, một mình tại lều trướng bên cạnh chơi đùa cậu bé, chợt phát hiện hướng phía bọn hắn đi tới gian nhược hai người, hắn vụng trộn nhìn thoáng qua chen sữa bò phụ nhân, hướng phía gian nhược hai người chạy tới. Cậu bé tại gian nhược hai người trước mặt trạm định, bá khí dơ lên trong tay tiểu một kiếm, các ngươi là ai lén lén lúc lúc xem xét cũng không phải là người tốt cậu bé giữ dằn nhỏ biểu lộ kém chút đem gian nhược làm vui gian nhược nín cười đối cậu bé lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ tiểu đệ đệ tỷ tỷ cùng ca ca ra tới làm ăn trên đường gặp được thổ phỉ chạy đến nơi đây liền lạc đường chúng ta vừa khắc lại đói có thể hay không thu lưu chúng ta một chút cậu bé nghe vậy nháy một chút con mắt lạc đường rồi Hóa ra là gặp được thổ phỉ, mới chạy trốn tới nơi này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại chen sữa bò phụ nhân, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói ra, "Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi hỏi một chút ta mẹ." Giang Nhược lập tức lộ ra cảm kích biểu lộ, "Tiểu đệ đệ, làm phiền ngươi." Cậu bé ngạo kiều xoay người, đi vài bước về sau, còn quay đầu đầu cho Giang Nhược một cái ánh mắt cảnh cáo. Giang Nhược nhìn xem cậu bé cảnh giác ánh mắt, che miệng khẽ cười một tiếng tiểu gia hỏa này đề phòng ý thức rất mạnh a à, tiêu thừa cẩn nhíu mày hắn nhìn xem trước mặt bị độc lập ra tới lều trướng cảm thấy hai mẹ con này vô cùng có khả năng qua không tốt cậu bé đi vào phụ nhân phía sau người lập tức thay đổi một bộ nhu thuận biểu lộ mẹ đến hai người bọn hắn nói lạc đường tên này phụ nhân nghe vậy dừng lại chen sữa bò động tác lạc đường rồi nàng quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa gian nhược hai người cầm lấy thịnh sữa bò thùng gỗ đứng dậy phóng tới một bên a à minh chúng ta tới xem xem vâng mẹ cậu bé cao hứng nắm lấy phụ nhân tay cống đến đỏ rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên nụ cười tên này phụ nhân xa xa đánh giá gian nhược hai người nói thầm trong lòng xem bọn hắn ăn mặc không phải đại diễn chính là bắt ngự người như thế nào đi vào nơi này rồi gian nhược nhìn xem đi tới hai mẹ con lập tức lộ ra một vòng lấy lòng nụ cười phụ nhân đi vào gian nhược trước mặt hơi có vẻ câu nệ dò hỏi các ngươi lạc đường rồi gian nhược nhìn xem phụ nhân thần sắc hoài nghi vô cùng đáng thương nói vị này đại tẩu chúng ta vợ chồng lần thứ nhất đi ra ngoài làm ăn liền gặp được thổ phỉ ăn cướp chúng ta cưỡi xe ngựa một đường điên cùng chạy trốn thật vất vả mới vứt bỏ thổ phỉ chạy đến nơi đây liền lạc đường ngài có thể hay không thu lưu chúng ta mấy ngày đang khi nói chuyện Giang Nhược ra vẽ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, tiêu thừa cẩn, nhược nhược, ngươi kiểu nói này, ta đều tin tưởng. Tên này phụ nhân nhìn xem trước mặt có chút bất phàm tiêu thừa cẩn, lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, cái này, dù sao, Giang Nhược hai người đối với mẹ con các nàng đến nói là không rõ lai lịch, phụ nhân lông mày cau lại, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, đây đối với vợ chồng xem xét chính là đại hộ nhân gia, vị này mùi tử nói hẳn là thật. Xem bọn hắn dáng vẻ, cũng không giống người xấu. Tuyết Thế lớn dần, tên này phụ nhân động lòng trách ẩn, "Muội tử, mẹ con chúng ta chỗ ở có chút đơn sơ, các ngươi chớ có ghét bỏ." Phụ nhân tiếng nói vừa dứt, Giang Nhược liền một mặt cảm kích nói ra, "Chúng ta không chê, tạ ơn đại tẩu hảo tâm thu lưu chúng ta. Hai, đi ra ngoài bên ngoài, ai không có cái khó xử, các ngươi đi theo ta." Phụ nhân thở dài một tiếng, nắm cậu bé xoay người rời đi. Giang nhược đối tiêu thừa cẩn lộ ra đắc ý ánh mắt hắt hắt thuận lợi cầm xuống đi hai bước về sau gian nhược mới nhớ tới vì che người tai mắt xe ngựa đúng ngươi đi đưa xe ngựa chạy tới tiêu thừa cẩn tựa như một cái công cụ người quay người rời đi phụ nhân nghe gian nhược giữ dằn ngữ khí hai đầu lông mày nhiễm lên một tầng ý cười cái này vợ chồng trẻ thật có ý tứ gian nhược chạy chậm mấy bước đuổi theo mẹ con bước chân nàng chỉ chỉ chuồng bò cùng bãi nhốt cừu đại tẩu những cái này dê bò đều là các ngươi nhà phụ nhân nghe vậy hơi có vẻ thô ráp gương mặt bên trên nổi lên nụ cười thản nhiên nhà ta dê bò tính thiếu gian nhược lấy ra mấy khối đường nhét vào cậu bé trong tay đây là đường nhưng ngọt ngươi nếm một chút cậu bé nhìn xem trong tay mấy khỏa đường nháy một chút con mắt mẹ nói qua không thể nhận phụ nhân nghe vậy vuốt vuốt đầu của hắn tỉ tỉ đưa cho ngươi cầm đi cậu bé nắm chặt trong tay đường ngẩng đầu đối gian nhược nói ra đa tạ tỷ tỷ, không khách khí gian nhược đời này phân giống như có chút loạn được rồi cứ như vậy đi phụ nhân cầm lên thịnh sữa bò thùng gỗ kêu gọi gian nhược tiếng lều trướng tiếng lều trướng gian nhược liền ngửi được một cổ nồng đậm mùi sữa thơm thơm quá a à. phụ nhân nghe vậy đuôi lông mày gãy nhẹ trên lò lửa chịu đựng sữa bò nghe nói kẻ ngoại lai like rất nhiều không thích sữa bò hương vị, nói có một cổ mùi tanh, vị này mùi tử vậy mà không chê. Cậu bé sớm đã đem ban đầu tính cảnh giác ném đến lên chín tầng mây, hắn nhiệt tình kêu gọi gian nhược ngồi xuống, còn lấy ra thịt bò khô chiêu đãi gian nhược, tỷ tỷ, đây là thịt bò khô, gian nhược đưa tay nhéo nhéo cậu bé gương mặt, tạ ơn, phụ nhân rửa sạch tay về sau, lấy ra hai cái cái chén không, thịnh hai bát sữa bò nóng, cái này trời đông giá rét, muội tử uống trước bát sữa bò ủ ấm thân thể, Giang Nhược tiếp nhận bát sứ, cười hít mắt nói, tạ ơn đại tẩu, tiêu thừa cẩn đánh xe ngựa, đi vào một chỗ để đó không dùng lều cỏ tử, hắn động tác nhanh chóng gỡ xe ngựa, đem ngựa buộc tốt, từ trong xe ngựa lấy ra mấy cái bao phục, uống vào sữa bò Giang Nhược chợt nhớ tới phía ngoài tiêu thừa cẩn, nàng thả ra trong tay bát sứ, ra lều trướng, lúc này, mênh mông vô bờ thảo nguyên đã bị tuyết trắng bao trùng. Giang Nhược vui vẻ chạy đến Tiêu Thừa Cẩn bên người, tiếp nhận trong tay hắn hai cái bao phục. Hắc hắc. Vất vả ngươi. Tiêu Thừa Cẩn nhìn xem mặt mày công công Giang Nhược, hai đầu lông mày đều là nhu tình, nhược nhược nụ cười có thể hòa tan hết thảy, cho nên, nhược nhược mỗi một cái nụ cười, hắn đều sẽ ghi tạc trong tim, mà lại, loại này lưu lạc thiên nhai sinh hoạt cũng không tệ. Chương 255: Muốn mua bò của các ngươi dê, lều trướng bên trong. Amin ngươi mang ca ca cùng tỷ tỷ đi để đó không dùng tòa kia lều trướng. Phụ nhân nhìn đứng ở lều trướng cổng nhi tử, nhẹ nói, cậu bé nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, biết, mẹ, phụ nhân nhìn xem nhanh như chớp đi ra ngoài nhi tử, mỉm cười lắc đầu, cậu bé đạp tuyết chạy đến gian nhược trước mặt, tiếp nhận trong tay nàng một bao quần áo, tỷ tỷ, ta giúp ngươi cầm, mẹ nói, ngươi cùng ca ca liền tạm thời ở tại nơi này tòa lều trướng. Gian Nhược nhìn xem tiểu đại nhân giống như tiểu gia hỏa, thấp giọng hỏi: "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" "Tỷ tỷ, ta gọi Úy Minh, năm nay 6 tuổi." Tiến vào lều trướng về sau, Gia Nhược quảng cục nợ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Úy Minh trên người tuyết, nàng giống như vô tình hỏi: "Vì cái gì mẹ con các ngươi ở tại nơi này a lệch địa phương?" Quý Minh sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nụ cười dần dần biến mất, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Giang nhược ngầm đâm đâm quan sát đến hắn nhỏ biểu lộ, liền biết mẹ con các nàng qua không phải rất tốt. Quý Minh nhìn thoáng qua bên ngoài, dùng rất nhỏ thanh âm nói ra, tỷ tỷ, ta muốn lặng lẽ nói cho ngươi, ta cha năm trước chết bệnh, bà bọn hắn không thích ta mẹ, liền đem chúng ta chạy ra, cho nên, mẹ liền mang theo ta. Giang nhược nghe được chỗ này, ngồi sổng người xuống, nhéo nhéo Quý Minh gương mặt, tốt, tỷ tỷ đã biết tình huống, ngươi rất ngoan, cũng rất tuyệt là cái hảo hài tử, quý minh nghe gian nhược khích lệ, con mắt có quan mang hiện lên, hắn vỗ nhẹ bộ ngực của mình, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ta đã đáp ứng cha, sẽ chiếu cố tốt mẹ, gian nhược dơ lên một nụ cười, đối hắn dơ ngón tay cái lên, tiêu thừa cẩn chỉnh sửa lại một chút bao phục, đem chứa đồ ăn vặt bao phục chọn ra tới, quý minh chững chặt đàng hoàng mà nói, tỷ tỷ, nơi này trong đêm rất lạnh, ta giúp ngươi điểm cái hỏa lô, gian nhược nghe vậy, đuôi lông mày gãy nhẹ, nàng chỉ chỉ trên đầu bông vải mũ, cười hắc hắc, chúng ta không sợ lạnh, cảm ơn ngươi, đợi buổi tối liền đi không gian ngủ, làm việc gọn gàng, lại thoải mái dễ chịu, hỏng bét, ta sửa bò muốn lạnh, gian nhược hô nhỏ một tiếng, xoay người lại đến tiêu thừa cẩn bên người, đem hai cái này bao phục cầm, chúng ta cho đại tẩu một chút lễ gặp mặt, tại ý minh không nhìn thấy góc độ. Giang Nhược từ không gian lấy ra một túi nhỏ gạo, nhét vào có một bao quần áo bên trong tiêu thừa cẩn nhìn xem gian nhược tiểu động tác bất đắc dĩ nâng tráng nhược nhược ta tới bắt tốt tốt đều giao cho ngươi gian nhược đi vào ý minh bên người nắm hắn tay hướng phía một tòa khác lều trướng đi đến ba người một trước một sau tiến vào lều trướng gian nhược vui tươi hớn hở nói đại tẩu ta gọi gian nhược hắn gọi tiêu thừa phụ nhân nghe vậy gật đầu cười tốt ta ghi nhớ tiêu thừa cẩn đem bao phục đặt lên bàn về sau trực tiếp ngồi tại gian nhược bên người gian nhược mở ra bao phục đem bên trong gạo cùng đồ ăn vặt đẩy lên phụ nhân trước mặt đại tẩu đa tạ ngài có thể thu lưu chúng ta vợ chồng đây là chúng ta một điểm tâm ý phụ nhân nhìn xem trước mặt túi cùng ăn uống có một nháy mắt ngây người cái này vợ chồng trẻ đi ra ngoài mang theo nhiều đồ như vậy trách không được bị đánh cướp đâu nàng sau khi lấy lại tinh thần mở miệng cự tuyệt nói Mũi tử, cái này nhưng không được, tiêu thừa cẩn trực tiếp lấy ra hạt dưa, phóng tới quý minh trước mặt, cái này gọi hạt dưa, ca ca dạy ngươi ăn, quý minh nhìn chầm chầm trước mặt tiêu thừa cẩn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tiêu thừa cẩn khoan thai bên váo làm mẫu, chính là như vậy, nhẹ nhàng khẽ trắng, bên trong quả nhân liền ra tới, ăn thời điểm cẩn thận một chút, không nên đem cái này sát thẻ đến trong cổ họng, quý minh lập tức hứng thú, hắn cầm lấy một viên hạt dưa, học tiêu thừa cẩn dáng vẻ, nhẹ nhàng khẽ cắn. Hắn cẩn thận nhấm nháp một chút, ca ca, cái này hạt dưa thật tốt ăn. Tiêu thừa cẩn mở ra một cái khác giấy dầu bao, đây là mức hoa quả, rất ngọt. Gia nhược bưng lên vừa rồi chưa uống xong sữa bò uống một hơi hết, đây là sữa bò, ngươi nếm một chút. Gia nhược đem một cái khác bát sứ đẩy lên tiêu thừa cẩn trước mặt, tiêu thừa cẩn đã sớm ngửi được sữa bò hương vị. Hắn một mặt kháng cự nhìn xem trước mặt sữa bò, lộ ra một bộ ta không muốn uống đáng thương biểu lộ, phụ nhân nhìn xem Tiêu Thừa Cẩn biểu lộ, liền biết hắn không thích cái mùi này, không thích uống, liền không uống, gian Nhược cười hắc hắc, cũng không có miễn cưỡng Tiêu Thừa Cẩn, dù sao, có người xác thực không thích sữa bò hương vị, ta từng từ một quyển sách bên trên nhìn thấy qua, uống cái này sữa bò có rất nhiều chỗ tốt, tóm lại, mỗi ngày một bát sữa bò, ngươi liền sẽ rất khỏe mạnh. Giang Nhược sau khi nói xong, cầm lấy bát sứ, trực tiếp uống hết sữa bò, không thể lãng phí đồ ăn. Nói chuyện phím ở giữa, phụ nhân đối với Giang Nhược hai người ăn nói tinh phục, nàng ngầm đâm đâm nghĩ, bọn hắn không phải bình thường thương nhân đi. Sắc trời dần tối, Giang Nhược đi theo phụ nhân bận biểu tứ phía, phụ nhân nhìn xem nhiệt tâm Giang Nhược, bất đắc dĩ lắc đầu, nhà ta phu quân kén ăn, đêm nay chúng ta ăn gạo cơm tốt. Giang Nhược nhìn xem trong nồi hầm thịt dê, mở miệng nói ngồi ở một bên sưởi ấm tiêu thừa cẩn ai đi ra ngoài bên ngoài dễ dàng sao bữa tối trước đó phụ nhân liền dành thời gian đem một tòa khác lều trướng hỏa lô nhóm lửa đem bên trong thu thập một chút bên ngoài hàng phong gào thét bông tuyết bay tán loạn lều trướng bên trong hỏa lô đang cháy mạnh mấy người ngồi tại bên cạnh lò lửa bàn dài trước vừa ăn vừa nói chuyện một bộ hài hòa hình tượng dùng bữa trong lúc đó Giang nhược lặng lẽ để lộ ra bọn hắn là đại diễn người bên kia đại tẩu chúng ta thật vất vả tới một lần muốn mua bò của các ngươi dê có thể chứ đúng ta còn muốn mua mấy đầu bò sữa phụ nhân sau khi nghe xong mỉm cười gật đầu nhà ta dê bò rất ít nếu như các ngươi nghĩ lượng lớn mua dê bò ta đi báo cho một chút khả hãng như vậy có thể để bọn hắn đem dê bò cho các ngươi đưa đến đại diễn cửa thành còn có bò sữa đều có thể bán cho các ngươi. Giang Nhược vỗ nhẹ cái bàn, tâm tình vui vẻ mà nói, tốt, cái này sự tình cứ như vậy vui sướng định ra, coi như ta không mua bò của các ngươi dê, các ngươi cũng sẽ dùng dê bò, ngựa đi đổi sinh hoạt vật tư, cứ như vậy, vẹn toàn đôi bên. Chương 256, hôm nay, ta muốn chinh phục mảnh này cánh đồng tuyết, tuyết trắng mênh mông, mênh mông vô bờ, một buổi sáng sớm, phụ nhân sớm rời giường bận rộn. Nàng đứng tại lều trướng bên ngoài nhìn xem một tòa khác lều trướng, trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết tối hôm qua kia vợ chồng trẻ ngủ được tập không quen. Giờ phút này, gian Nhược cùng Tiêu Thừa Cẩn sớm đã tại không gian bên trong rửa mặt xong. Một đêm này, đối với không gian bên trong bọn hắn đến nói, thế nhưng là đủ dài dằng dặc, có thể tính hừng đông. "Tốt, chúng ta ra ngoài đi." Giang Nhược sau khi nói xong, lôi kéo Tiêu Thừa Cẩn ra không gian. Phụ nhân nhìn thấy hai người trạng thái cũng không tệ lắm, hơi thở dài một hơi, "Các ngươi đêm qua ngủ có ngon không?" Giang Nhược đi lên trước, khẽ cười nói, "Đại tẩu, chúng ta ngủ ngon đây. Tốt, chúng ta ăn trước đồ ăn sáng." Phụ nhân nói, đem ngay tại đất tuyết chơi đùa quý minh hô đi qua, "A Minh, trở về ăn đồ ăn sáng." Quý Minh ném đi trong tay tuyết cầu, ứng tiếng nói, "Biết, mẹ." Giang Nhược nhìn xem chạy tiểu gia hỏa tiện tay nắm một cái tuyết xiết thành tuyết cầu, hướng phía hắn ném tới. tỷ tỷ, ngươi làm đánh lén. quý minh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nắm một cái tuyết cầu ném về gian nhược. Giang nhược đồng thời ném ra hai cái tuyết cầu. ha ha, đi ngươi. tiêu thừa cẩn đứng ở một bên, đầy mắt ôm nhu nhìn xem sung sướng tổ hai người. chờ sau này hắn cùng nhược nhược có bé con, hẳn là sẽ thường xuyên nhìn thấy loại này đùa giỡn tràn cảnh. phụ nhân nhìn xem chơi đùa một lớn một nhỏ nhìn nhìn lại ẩn ý đưa tình tiêu thừa cẩn, khóe môi có chút dương lên, cái này vợ chồng trẻ thật là xứng, tốt, chúng ta đi trước ăn đồ ăn sáng. Giang nhược đối úy minh vẫy vẫy tay, một lớn một nhỏ thở hồng hộc trở lại lều trướng, đồ ăn sáng qua đi, phụ nhân ở trong lòng tính toán Giang nhược mua dê bò sự tình. Giang Nhược trong lúc rảnh rỗi, liền nắm Úy Minh đi vào lều trướng bên ngoài thưởng thức cảnh tuyết, bỗng nhiên, bọn hắn nghe được nơi xa truyền đến từng đợt gào to âm thanh. Ngay sau đó, hơn 20 người nam tử dục ngựa lao nhanh hình tượng xuất hiện tầm mắt, một màn này nhìn Giang Nhược trong lòng ngứa một chút, mặc dù nàng sẽ đánh xe ngựa, nhưng không biết cưỡi ngựa. Tiêu Thừa Cẩn nghiêng đầu nhìn xem Giang Nhược kích động ánh mắt, mở miệng đề nghị, "Nhược Nhược, ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa." Đứng tại một bên Úy Minh sau khi nghe xong, "Tỷ tỷ, ta cũng sẽ cưỡi ngựa, ta có thể dạy ngươi. Ngươi nhỏ như vậy liền sẽ cưỡi ngựa." Giang Nhược nhìn bên cạnh nhóc con, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quý minh mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo chúng ta từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên đương nhiên biết cưỡi ngựa gian nhược nhéo nhéo gương mặt của hắn ngươi còn rất lợi hại đúng vừa mới những người kia là làm gì quý minh nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng gãi đầu một cái hẳn là nghị vương tử ra tới đi săn ta đi nói cho mẹ một tiếng chúng ta đi cưỡi ngựa quý minh sau khi nói xong quay người tiến lều trướng Phụ nhân tại lều trướng bên trong nghe bọn hắn nói chuyện, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại Úy Minh tiến vào lều trướng về sau, trực tiếp mở miệng nói: "A Minh, đằng sau chuồng ngựa có yên ngựa, ngươi mang ca ca đi dẫn ngựa." "Đúng, nói cho tỷ tỷ cưỡi ngựa thời điểm cẩn thận một chút. Mẹ, ngài yên tâm tốt, A Minh sẽ chiếu cố tốt tỷ tỷ." Quý Minh mười phần nhu thuận nói, phụ nhân nhẹ gật đầu: "Đi thôi." Quý Minh ra lều trướng về sau, lôi kéo giang nhược liền đi phía sau chuồng ngựa, "Tỷ tỷ, ngươi không cần sợ, mấy thớt ngựa này tính tình rất dịu dàng ngoan ngoãn." Quý Minh chỉ vào mấy thớt ngựa nói. Giang Nhược cười hắc hắc, "Tạ ơn A à Minh." Quý Minh nhìn thoáng qua theo ở phía sau Tiêu Thừa Cẩn, mở miệng nói, "Ca ca, nơi này có yên ngựa, ngươi hỗ trợ lắp đặt một chút." Tiêu Thừa Cẩn, "Phải, triệt để biến thành công cụ người." Tiêu Thừa Cẩn nắm hai con ngựa ra chuồng ngựa tại minh chỉ huy dưới, tiêu thừa cẩn rất mau đưa y ngựa mạnh khỏe, gian nhược cho úy minh bó lấy da dê áo, đem hắn bông vải mũ buộc lại, chính ngươi có thể đi lên sao? Tiêu thừa cẩn nhìn xem nâng lên nhỏ chân ngắn úy minh, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, úy minh nghe tiêu thừa cẩn, một bộ ngươi không nên coi thường người thần sắc, ca ca, xem ta. Quý Minh chân đạp bàn đạp, dùng hết khí lực ngồi tại trên lưng ngựa, hô, kém chút mất mặt tiếp theo một cái chớp mắt, bí minh thần sắc đắc ý nói, hừ, ta lợi hại đâu, tiêu thừa cẩn quay người cho gian nhược buộc lại áo khoác, nhược nhược, ngươi đi lên trước, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa yếu lĩnh, gian nhược đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa đầu, nàng một bên vuốt ve, một bên thấp giọng nói ra, cho chút mặt mũi, ban đêm mời ngươi ăn ăn ngon, con ngựa này rất dịu dàng ngoan ngoãn, đối với gian nhược thân cận không có kháng cự. Quý Minh rất hài lòng nhà mình con ngựa biểu hiện, tỷ tỷ, nó rất thích ngươi, ngươi yên tâm liền tốt, giá. Hắn dẫn đầu giá ngựa rời đi, Giang Nhược dẫm lên bàn đạp, rất nhẹ nhàng ổn thỏa tại trên lưng ngựa, ngươi lên đây đi. Tiêu thừa cẩn nhìn cách đó không xa trên lưng ngựa thân ảnh nhỏ bé, trở mình lên ngựa, nhược nhược, ta nắm cả ngươi, ngươi đừng sợ. Tiêu thừa cẩn nắm cả Giang Nhược thân eo, dùng chân khẽ đá một chút bụng ngựa, giá, Giang Nhược nhìn xem mênh mông đất tuyết, kích động hô, hôm nay, ta muốn chinh phục mảnh này cánh đồng tuyết, ngao, tiêu thừa cẩn nhìn xem gian nhược hưng phấn bộ dáng, đáy mắt nổi lên nụ cười thản nhiên, tại bọn hắn rời đi về sau, phụ nhân từ chuồng ngựa dẫn ra một con ngựa, giá ngựa rời đi, quý minh cưỡi tại trên lưng ngựa, dục ngựa phi nước đại trong chốc lát về sau, giữ chặt dây cương. Tiêu thừa cẩn một bên giảng giải cưỡi ngựa lúc yếu lĩnh, thử buông ra gian nhược thân thể. Giang Nhược ngay tại thích thú, rất nhanh nắm giữ cưỡi ngựa kỹ xảo, giá. Quý Minh nhìn xem dục ngựa mà đến Giang Nhược, vỗ nhẹ tay nhỏ, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Giang Nhược cười một tiếng, đề nghị, chúng ta đến một trận tranh tài đi. Đề nghị này lệnh Quý Minh hai mắt tỏa sáng, hắn tri kỹ dặn dò, tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút. Giang Nhược giá ngựa đi vào Quý Minh một bên, dìm chặt dây cương, chúng ta hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai nhất định phải chú ý an toàn, chỗ kia rừng cây làm điểm cuối, quý minh nghe vậy, cười giả dối, tốt, đều nghe tỉ tỉ, tiêu thừa cẩn xem xét điệu bộ này, tranh thủ thời gian ôm sát gian nhược eo, chuẩn bị, bắt đầu, giá, ba người giá ngựa tại trên mặt tuyết thỏa thích trong rủi, tại sắp tới gần rừng cây lúc, gian nhược cùng tiêu thừa cẩn bỗng nhiên phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm, không tốt, gặp nguy hiểm. Hai người bọn họ nhìn về phía trước Quý Minh, la lớn, Minh, dừng lại, phía trước có nguy hiểm. Quý Minh nghe được hai người tiếng la, vô ý thức kìm chặt dây cương. Giang Nhược nhìn thấy Quý Minh dừng lại, hơi thở dài một hơi. Đúng lúc này, một chi vũ tiễn từ trong rừng cây cấp tốc bay ra, hiện ra hàng quan mũi tên bay thẳng Giang Nhược hai người. Chương 257, tỷ tỷ cùng ca ca không phải thích khách, nhược nhược, cẩn thận. Tiêu thừa cẩn nhìn xem hướng phía bọn hắn phóng tới vũ tiễn, Ông lấy gian nhược hướng phía bên phải thân thể một cái, đồng thời, hắn tay không bắt lấy chi kia bay tới vũ tiễn, tiêu thừa cẩn nhìn xem trong tay vũ tiễn, đáy mắt nổi lên một tia đáng sợ sát ý. Gian nhược bỗng nhiên nghĩ đến, ví minh nói nghị vương tử đi sang sự tình, đồ chó, cũng dám hướng phía chúng ta bắn tên. Giang nhược nghe trong rừng cây tiếng vó ngựa, hừ lạnh một tiếng, đợi lát nữa, đem mũi tên này còn cho bọn hắn. Cách đó không xa úy minh nhìn xem tay không tiếp vũ tiễn tiêu thừa cẩn, cả kinh trường lớn hai con ngươi, vị này ca ca thật là lợi hại a à. hắn sau khi lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian giá ngựa đi vào gian nhược bên người, ca ca, tỷ tỷ các ngươi không có sao chứ, gian nhược nhìn xem úy minh lo lắng bộ dáng, mỉm cười, chúng ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ai, không cẩn thận cứ như vậy bại lộ, ngao, ngao, ngay sau đó, từ trong rừng cây thoát ra hai mươi mấy tên cưỡi ngựa nam tử, cầm đầu nam tử là mộ dung hồng nghị, hắn nhìn xem tiêu thừa cẩn trong tay vũ tiễn, một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng, hắn dùng ánh mắt khinh thường đánh giá gian nhược hai người, nghiêm nghị quát, các ngươi là ai, đến chúng ta tác la bộ lạc có gì ý đồ, phía sau hắn giá ngựa bọn nam tử nhìn xem thế đơn lực bạc hai người, đắc ý đem bọn hắn ba người bao vây lại một tên nam tử trong đó cảm giác tiêu thừa cẩn cùng gian nhược cũng không phải loại lương thiện, tại mọi người không chú ý thời điểm, lặng lẽ giá ngựa rời đi, quý minh tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền đã dọa sợ, hắn đang suy nghĩ, vạn nhất nghị vương tử bọn hắn tổn thương tỷ tỷ cùng ca ca làm sao bây giờ, tiêu thừa cẩn nghệ xem liếc mắt mộ dung hồng nghị, trở tay liền cầm trong tay vũ tiễn văn ra ngoài, động tác của hắn rất nhanh, mộ dung hồng nghị giật nảy cả mình bối rối sau khi, mộ dung hồng nghị nhanh chóng nghi người tránh né, dù hắn phản ứng rất nhanh, khuôn mặt vẫn là bị mũi tên quẹt làm bị thương. Hắn đưa tay sờ sờ nhói nhói gương mặt, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm gian nhược hai người, dám can đảm tổn thương bản vương tử, sống được không kiên nhẫn. Tiêu thừa cẩn cùng gian nhược không có chút nào đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, không sợ hãi chút nào trả lời, chúng ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Mộ Dung Hồng Nghị nhìn bọn hắn phách lối dáng vẻ, trong lòng nộ khí không ngừng kéo lên. Hắn tung người xuống ngựa, phẫn nộ quát: "Người tới, cho bản vương tử bắt lấy bọn hắn." Quý Minh nhìn xem Dương cung bạc kiếm bọn hắn, ám đạo không tốt, hắn nhanh chóng từ trên lưng ngựa lật xuống tới, đi vào Mộ Dung Hồng Nghị phía trước, khúc cánh tay hành lễ: "Quý Minh tham kiến nghị vương tử, tỷ tỷ cùng ca ca là nhà chúng ta khách nhân, bọn hắn không phải cố ý tổn thương ngài." mộ dung hồng nghị hừ lạnh một tiếng, khách nhân, ta xem là bọn hắn là thích khách còn tạm được. Quý Minh nghe vậy, lo lắng giải thích nói, nghị vương tử, ngài hiểu lầm, tỷ tỷ cùng ca ca không phải thích khách. Giang nhược cùng tiêu thừa cẩn nhìn xem trước mặt tiểu thân bản, đáy mắt hiện lên một vòng tán thưởng, tiểu gia hỏa biểu hiện không tệ, hai người tung người xuống ngựa, quan quân Minh bảo hộ ở sau lưng. Quý Minh vành mắt ửng đỏ, trung rễ thanh âm nói ra, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi đi mau. Tiêu thừa cẩn vỗ nhẹ úy minh bả vai, trấn an nói, A Minh, đừng sợ, chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Quý minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiêu thừa cẩn, gấp nước mắt chảy xuống. Giang nhược nhìn thẳng mộ dung hồng nghị, lạnh giọng nói ra, xin hỏi vị này nghị vương tử, làm sao cứ như vậy xác định chúng ta là thích khách. Mộ dung hồng nghị ngông cuồng cười to nói, ha ha. Bản vương tử nói là chính là, ngươi có thể làm gì được ta? đi vào tác la bộ lạc, các ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không. Để các ngươi chết không có chỗ chôn. lại nói ở chỗ khác, phụ nhân giá ngựa thẳng đến tòa kia bắt mắt nhất cung trướng, cung trướng bốn phía, đứng mấy trăm tên hộ vệ, mà tòa này cung trướng chủ nhân, chính là tác la khả hãn mộ dung thần, phụ nhân đi vào cung trướng lúc, mộ dung thần ngay tại cách đó không xa sân bãi bên trên luyện tập đao pháp, hộ vệ nhìn thấy phụ nhân. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi, Lưu Thị, ngươi tới đây làm gì? Phụ nhân thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại nói, ta có chuyện quan trọng hồi báo cho khả hãn, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Hộ vệ nhìn thoáng qua sân bãi bên trên luyện đao pháp mộ dung thần, trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt. Lưu Thị trưởng phu trước đây ít năm thế nhưng là đã cứu nghị vương tử một mạng, mà lại, còn chưa này tổn thương thân thể. Hộ vệ châm trước một phen về sau, lạnh mặt nói, người trước tiên ở nơi này chờ lấy, làm phiền. Lưu thị gật đầu gửi tới lời cảm ơn, hộ vệ đi vào sân bãi, đứng ở một bên chờ đợi, thẳng đến Mộ Dung Thần thu hồi loan đao về sau, mới đi hướng về phía trước khúc cánh tay hành lễ, bẩm khả hãn, quý nhà Lưu thị cầu kiến. Mộ Dung Thần đem loan đao đưa cho đợi tại một bên thị vệ, cầm lấy thị nữ dâng lên khăn gấm, xoa xoa mồ hôi trên mặt hắn quay người nhìn đứng ở nơi đó chờ đợi lưu thị trong lòng rất là nghi hoặc nàng làm sao tới rồi không phải đã đem mẹ con bọn hắn thu xếp tốt sao nàng đến làm gì hộ vệ cúi đầu chi tiết bẩm báo hồi khả hãng lưu thị nói có chuyện quan trọng hướng ngài báo cáo mộ dung thần nhẹ gật đầu quay người rời đi lưu thị nhìn xem hướng nàng đi tới mộ dung thần một lần nữa đem tìm từ lý một lần tại mộ dung thần đi vào trước mặt lúc khúc cánh tay hành lễ ví nhà lưu thị tham kiến khả hãn, mộ dung thần nhẹ gật đầu miễn lễ. lưu thị, mẹ con các ngươi thế nhưng là gặp được khó xử. trong giọng nói của hắn mang theo một chút kinh miệt. lưu thị nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, hồi khả hãn, mẹ con chúng ta qua rất tốt. lần này đến đây là bởi vì sự tình khác. mộ dung thần gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. lưu thị không có dấu giếm, như nói thật ra tới này mục đích hôm qua một cặp đại diễm thương nhân vợ chồng gặp rủi ro ở đây cái này trời đông giá rét ta liền thu lưu bọn hắn đang khi nói chuyện nàng lặng lẽ đánh giá mộ dung thần sắc mặt phụ nhân khác không sợ liền sợ mộ dung thần lên hoài nghi chi tâm nhìn thấy mộ dung thần trên mặt không có nộ khí nàng hơi thở dài một hơi mộ dung thần nghe được đại diễm hai chữ đáy mắt hiện lên một vòng tính toán đại diễm thương nhân đoạn thời gian trước thu được mật hàm nói đại diễn trong hoàng cung thần biểu hiện thế đêm qua nhận được tin tức bắt ngự quân doanh kiều đại tướng quân lọc vào thần biểu trừng phạt mà lại bắt ngự quân doanh kho lương cùng kho binh khí bị cướp không lưu thị người theo bản khả hãng đến đem việc này nói rõ chi tiết một chút mộ dung thần sau khi nói xong trực tiếp hướng phía cung trướng đi đến lưu thị thu liễn thần sắc nhất chân đi theo cung trong trướng đôi phu phụ kia trên đường gặp được thổ phỉ ăn cướp một đường bắt trốn liền đến đến chúng ta nơi này bọn hắn vì cảm tạ nói nguyện ý lượng lớn mua chúng ta dê bò phụ nhân một hơi đem sự tình nói xong ngồi ở phía trên bảo tọa mộ dung thần sau khi nghe xong lâm vào trầm tư nghĩ mua dê bò cái này dễ nói vừa vặn mượn cơ hội này triệu kiến bọn hắn lưu thị ngươi trở về báo cho một chút vợ chồng bọn họ liền nói bản khả hãng triệu kiến nói còn chưa dứt lời tên kia trở về báo tin nam tử xông vào, hắn khúc cánh tay sau khi hành lễ, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, khả hãn, không tốt, có gian tế trà trộn vào chúng ta bộ lạc, mộ dung thần nghe vậy, cọ một chút đứng lên, ngươi nói cái gì, có gian tế, nam tử nhẹ gật đầu, chính là úy nhà tiểu tử kia, hắn mang theo một đôi nam nữ xa lạ tại đất tuyết cưỡi ngựa, tên nam tử kia còn đem tiểu vương tử mặt làm bị thương, hắn quan vội vàng tranh công, tuyệt không nhìn thấy ngồi ở một bên phụ nhân. Phụ nhân nghe được chỗ này, lập tức không giữ được bình tĩnh. Nàng sau khi đứng dậy, mở miệng về đổi nói, ngươi ít tại oan uổng người, bọn hắn là đại diễm người không giả, nhưng không phải gian tế. Nam tử, quý nhà đại tẩu làm sao ở chỗ này? Mộ dung thần nghe nói tổn thương mộ dung hồng nghị mặt, liền biết bọn hắn có khả năng động thủ. Hắn gầm thét một tiếng, mang bản khả hãng đi xem một chút. Nam tử giật mình một cái, trung rễ thanh âm trả lời, vâng, khả hãn. Ở tên này nam tử dẫn đường dưới, mộ dung thần mang theo mười mấy tên hộ vệ, dục ngựa hướng phía rừng cây chạy như điên. Phụ nhân giá ngựa theo sát phía sau, giờ phút này, nội tâm của nàng cháy bỏng bất an, nghị vương tử lòng dạ nhỏ mọn, vợ chồng bọn họ nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Chương 258, tên tiểu bạch kiểm này vậy mà là cao thủ, rừng cây bên cạnh, nghị vương tử, ngài hướng tên tiểu bạch kiểm này tuyên chiến diệt diệt uy phong của hắn đúng cùng hắn đơn đấu hôm nay để tên tiểu bạch kiểm này biết chúng ta nghị vương tử cường đại cỡ nào mọi người thấy gian nhược hai người không phục bộ dáng thực chất bên trong kia cổ hiếu chiến ghen cho kích phát ra tới một cử động kia trực tiếp đem gian nhược làm vui đơn đấu tốt để các ngươi nhìn xem nhà ta tiểu bạch kiểm là thế nào đánh nhà ngươi đại lực sĩ kêu cha gọi mẹ mộ dung hồng nghị nhìn xem mặt mũi tràn đầy mang cười gian nhược, khóe môi câu lên một vòng âm tàn ý cười, cười, hôm nay liền để ngươi khóc chết tại tác la bộ lạc, mộ dung hồng nghị tại bộ hạ ồn ào dưới, quyết định cùng tiêu thừa cẩn đơn đấu. Hắn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem tiêu thừa cẩn, quy. Ngươi có dám hay không cùng bản vương tử đơn đấu, tiêu thừa cẩn nghe vậy, cười nhạo một tiếng, hắn đem úy minh đẩy lên gian nhược bên người, không nhanh không chậm mà nói, đơn đấu liền đơn đấu, cái này có cái gì không dám, quý minh thấy thế, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem gian nhược, tỷ tỷ, không muốn ca ca cùng nghị vương tử đơn đấu, nghị vương tử khí lực rất lớn, ca ca không nhất định là đối thủ của hắn, Giang nhược nắm cả quý minh bả vai, hạ giọng nói, tin tưởng ca ca, hắn rất lợi hại, mộ dung hồng nghị cười ha ha vài tiếng, tung người xuống ngựa, đem trên thân đeo loan đao, cung tiễn cùng vác tại phía sau lưng túi đựng tên gỡ xuống, tiện tay ném qua một bên, hắn trên dưới dò xét liếc mắt Tiêu Thừa Cẩn, dùng ngạo mạn ngữ khí nói ra, "Hôm nay chúng ta không dùng binh khí, tay không tương bác thế nào? Ta thắng, ngươi tự đoạn một tay." Phách lối ngữ khí tựa như hắn đã thắng đồng dạng, Tiêu Thừa Cẩn nhẹ gật đầu, thần sắc tự nhiên mà nói, "Tốt, nếu như ta thắng, nghị vương tử." Tự đoạn một tay, dân tộc Du Mục đều am hiểu kỵ xạ, thân thể cường tráng, công phu của mình cũng không kém, ngươi nhất định phải đơn đấu, vậy liền đơn đấu. Mộ dung hồng nghị nhìn xem lòng tinh tràn đầy tiêu thừa cẩn, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, sự tình là mình chọn, lời nói là chính mình nói, cũng không thể lật lọng đi, nếu thật là dạng này, hắn còn thế nào tại tác la bộ lạc hỗn, nghĩ đến chỗ này, mộ dung hồng nghị kiên trì nói ra, tốt, cứ như vậy định, hắn nhưng là tác la bộ lạc tương lai khả hãn, tuyệt không có khả năng thua đại diễn tên tiểu bạch kiểm này mộ dung hồng nghị các bộ hạ thấy cảnh này cảm thấy có chút khó tin bọn hắn toàn bộ tung người xuống ngựa chuẩn bị xem náo nhiệt tên tiểu bạch kiểm này làm sao liền dám cùng nghị vương tử đơn đấu đâu nghị vương tử thế nhưng là trên thảo nguyên đại lực sĩ giang nhược nhìn một vòng những cái này xem náo nhiệt nam tử đối tiêu thừa cẩn nói ra phu quân ta xem trọng ngươi nha ha ha cùng người ta đứng chung một chỗ ngươi xác thực như cái tiểu bạch kiểm. Tiêu thừa cẩn lộ ra một nụ cười, nhược nhược, phu quân của ngươi là sẽ không thua. Mọi người thấy tú ân ái hai người, trên mặt tất cả đều là xem náo nhiệt thần sắc. Tiểu bạch kiểm, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có biết hay không, ngươi lập tức liền phải tự đoạn một tay. Tiêu thừa cẩn cùng mộ dung hồng nghị đi vào một bên đất trống, bọn hắn cách xa nhau hơn 10 mét, mặt đối mặt đứng ở nơi đó. Dạng này xem xét, Mộ Dung Hồng Nghị thân thể xác thực rất khôi ngô, tiêu thừa cẩn thì có chút hơi có vẻ đơn bạc. Giang Nhược lôi kéo Ý Minh đi vào khu vực an toàn, ngầm đâm đâm nhìn lên náo nhiệt tới. Nàng đối tiêu thừa cẩn phất phất tay, đưa lên một cái hôn gió, phu quân cố lên. Tiêu thừa cẩn nghiêng đầu cười một tiếng, ra hiệu nàng an tâm. Đối phương các bộ hạ xem xét điệu bộ này, không cam lòng yếu thế hô, nghị vương tử cố lên. Mộ Dung Hồng Nghị đắc ý lung lay cái cổ. Bóp ngón tay vang lên kèn kẹt, hắn nhìn xem Tiêu Thừa Cẩn, dùng khinh miệt ngữ khí nói ra, nếu như ngươi chịu cầu xin tha thứ, bản vương tử liền bỏ qua ngươi, thế nào? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tiêu Thừa Cẩn sau khi nói xong, chuẩn bị sẵn sàng, ai cầu xin tha thứ còn chưa nhất định đâu, mộ dung hồng nghị triệt để bị Tiêu Thừa Cẩn chọc giận, a, à. ngươi muốn chết. Hắn nắm chặt song quyền, hướng phía Tiêu Thừa Cẩn đánh tới tiêu thừa cẩn ánh mắt rung lên bay thẳng thân nên chiến mộ dung hồng nghị thế nhưng là sử xuất khí lực toàn thân định cho tiêu thừa cẩn một kích trí mạng khi nhìn đến tiêu thừa cẩn ngự lên kinh công lúc trong lòng hoảng hốt qua loa tên tiểu bạch kiểm này vậy mà là cao thủ tiêu thừa cẩn nhìn thấy mộ dung hồng nghị sắc mặt đại biến câu lên một vòng tà mị nụ cười nháy mắt sau đó hắn âm thầm phát lực một chân đá ngưỡng mộ cho hồng nghị ngực đất tuyết vốn là rất trơn tiêu thừa cẩn cái này dùng sức một đá mộ dung hồng nghị cả người không bị khống chế trượt ra mười mấy mét tiêu thừa cẩn thì vững vàng rơi trên mặt đất giang nhược nhìn xem thử trượt một chút trượt ra đi mộ dung hồng nghị nhịn không được cười lên ha hả ha ha đây cũng quá khôi hài đi mộ dung hồng nghị các bộ hạ bị một màn này kinh ngạc đến ngây người cái này đây là chuyện gì xảy ra nghị vương tử anh minh sợ là muốn hủy ở tên tiểu bạch kiểm này trong tay mộ dung hồng nghị nghe tiếng cười chói tai lập tức thẹn quá hóa giận hắn hùng hùng hổ hổ sau khi đứng dậy đối gian nhược quát cười cái gì cười bản vương tử chỉ là nhất thời không quan sát đúng lần này luận võ không cho phép sử dụng kinh công gian nhược không nói lý lẽ như vậy sao quý minh nghị vương tử có phải là không chơi nổi a à? tốt da không cần kinh công tiêu thừa cẩn đi vào gian nhược bên cạnh cởi xuống áo khoác đưa cho gian nhược hai người sau khi chuẩn bị xong giao thủ lần nữa mộ dung hồng nghị mỗi lần ra quyền đều lộ ra một cổ ngoan kình nhưng là nắm đấm của hắn còn chưa đụng phải tiêu thừa cẩn thân thể tiêu thừa cẩn liền đã cấp tốc tránh đi tiêu thừa cẩn thì không phải vậy hắn ra quyền rất là quả quyết chiêu chiêu trí mạng nắm đấm của hắn theo thứ tự đối mộ dung hồng nghị phần cổ xương sườn chỗ phần eo ra tay mộ dung hồng nghị trực tiếp ở vào hạ phong một phen giao thủ, mộ dung hồng nghị đánh không đến tiêu thừa cẩn, liền có chút xấu hổ, càng là xấu hổ, càng là không lý trí, Giang nhược hưng phấn vỗ tay, được, phu quân ngươi thật lợi hại, những bộ hạ kia nhìn cái kia gấp A, hận không thể đi lên giúp mộ dung hồng nghị lật về một ván, một khắc đồng hồ về sau, mộ dung hồng nghị bị tiêu thừa cẩn đánh ghé vào trên mặt tuyết trực xuyển thô khí, tiêu thừa cẩn đi vào Giang nhược bên người, vĩ khuất ba ba nói ra, nhược nhược. Ta tay đau, Giang Nhược cười tủm tỉm vuốt vuốt Tiêu Thừa Cẩn tay, Quý Minh thì một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Thừa Cẩn, không nghĩ tới ca ca lợi hại như vậy, Mộ Dung Hồng Nghị các bộ hạ, vị gia này, ngài đừng khinh người quá đáng, ghé vào trên mặt Tuyết Mộ Dung Hồng Nghị, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem anh anh em em hai người, bởi vì tên tiểu bạch kiểm này, mặt mũi của mình, lớp vải lót toàn ném, hừ. Một người nan địch bốn tay, hôm nay các ngươi vợ chồng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này, người tới, cho bản vương giết chết bọn hắn, vâng, nghị vương tử, mộ dung hồng nghị các bộ hạ rút ra tùy thân mang theo loan đao, hướng phía gian nhược hai người tới gần, liền tại bọn hắn muốn động thủ lúc, cách đó không xa truyền đến một đạo rất có thanh âm uy nghiêm, tất cả dừng tay, chương 259, phế vật, liền cái thương nhân đánh không lại, mộ dung hồng nghị nghe thanh âm quen thuộc, ám đạo không tốt sắc mặt hắn trắng bệt từ trên mặt tuyết đứng lên, bởi vì khẩn trương, hắn đã quên thua liền tự đoạn một tay đổ ướt. Tại mộ dung thần giá ngựa đi vào trước mặt lúc, mộ dung hồng nghị khúc cánh tay hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hãn. Giờ phút này, nội tâm của hắn rất là sợ hãi, bởi vì, hắn không xác định vừa rồi luận võ, có hay không bị hắn phụ hãng nhìn đi. Nếu như phụ hãng biết mình liền một cái tiểu bạch kiểm đều đánh không lại, tương lai, sẽ còn đem hãng vị truyền cho hắn sao? Mộ dung thần trồng mắt nhìn thoáng qua chật vật mộ dung hồng nghị, hừ lạnh một tiếng, miễn lễ, phế vật, liền cái thương nhân đánh không lại, ngươi còn có thể làm gì? Mộ dung hồng nghị các bộ hạ sau khi lấy lại tinh thần, thu hồi loan đao, khúc cánh tay hành lễ, thuộc hạ tham kiến khả hãn. Giờ phút này, quý minh bị gian nhược bảo hộ ở sau lưng, hắn từ Giang nhược sau lưng đi tới về sau, đối mộ dung thần khúc cánh tay hành lễ quý minh tham kiến khả hãn miễn lễ mộ dung thần nói đem ánh mắt nhìn về phía gian nhược hai người gian nhược không nhanh không chậm cho tiêu thừa cẩn buộc lại áo khoác hoàn toàn liền không có đem cái này tình cảnh để vào mắt tiêu thừa cẩn thâm tình chậm rãi nhìn xem gian nhược mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý gian nhược người ta khả hãn đến tiêu thừa cẩn mặc kệ nó chúng ta cũng không phải tác la bộ lạc người gian nhược có thể hay không bị gọt tiêu thừa cẩn Hắn không dám, phụ nhân nhìn xem người không việc gì đồng dạng hai người, là gấp vào đầu bức tai, nàng âm thầm ảo não, đều do mình không có sớm cho bọn hắn giảng tại tác la bộ lạc lễ chế. Có điều, muội tử phu quân võ công cũng không tệ, võ công, vậy bọn hắn, được rồi, bọn hắn không giống gian ác người, phải tin tưởng nhân phẩm của bọn hắn. Mộ dung thần thấy tiêu thừa cẩn hai người không có phản ứng, tung người xuống ngựa, thần sắc hắn không rõ nhìn xem hai người. Trầm giọng hỏi, các ngươi là đại diễn người, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác nam tử này mặt ở đâu gặp qua. Tiêu thừa cẩn cùng gian nhược thần sắc lạnh nhạt xoay người, nhìn thẳng trước mặt mộ dung thần, chúng ta vợ chồng đúng là đại diễn người. Lần đầu đi ra ngoài làm ăn, chúng ta ở trên đường gặp được trên dưới một trăm hào thổ phỉ, một người nang địch bốn tay, chúng ta liền một đường bắt trốn. Lại tới đây. Tiêu thừa cẩn nói giảng lược nói tóm tắt. Mộ Dung Thần nhìn xem hai người trấn định bộ dáng, căn bản cũng không tin bọn hắn tìm từ. Quanh hắn lấy bọn hắn dạo qua một vòng về sau, Bản Khả Hãn nhìn võ công của ngươi không sai, các ngươi thật là thương nhân. Trong lời nói lộ ra hoài nghi, Tiêu Thừa cẩn nhíu mày, tập võ chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, vậy các ngươi là thế nào ra khỏi cửa thành? Mộ Dung Thần ngữ khí càng thêm sắc bén, theo hắn biết, muốn ra đại diễm tòa thành kia cửa cũng không phải chuyện dễ dàng làm không tốt phải rơi một cái thông đồng với địch bán nước tội danh tiêu thừa cẩn câu môi cười một tiếng có tiền có thế sai khiến quỷ thần chỉ cần bạc đúng chỗ ra khỏi cửa thành có cái gì khó mộ dung thần sau khi nghe xong dần dần buông xuống đề phòng giang nhược nhìn thoáng qua mặt mũi bầm dập mộ dung hồng nghị che miệng cười nhẹ một tiếng đổ ước cái này sự tình mặc dù không thể thật làm cho ngươi chém đứt một cây cánh tay nhưng cũng không thể cứ như vậy được rồi. Trước mắt bao người, Giang Nhược dững dưng nói, nghị vương tử, vừa rồi đổ ước còn làm không đếm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía mộ dung hồng nghị. Mộ dung hồng nghị nhìn xem Giang Nhược phách lối bộ dáng, tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Làm tác la bộ lạc đại vương tử hắn, khi nào như thế uất ức qua, ngươi, ngươi. Mộ dung hồng nghị tức thì nóng giận công tâm, tăng thêm thụ một chút nội thương, tại chỗ miệng phun máu tươi hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh những bộ hạ của hắn nhìn xem ngã xuống đất ngất đi mộ dung hồng nghị phần phật vây quanh nghị vương tử ngài làm sao rồi danh đi hô hồ y mộ dung thần nhìn xem một màn này nghiêm nghị quát tranh thủ thời gian dẫn hắn đi hồ y chỗ ấy thuộc hạ tuân mệnh mấy tên đại hán ba chân bốn cẳng đem mộ dung hồng nghị mang lên trên lưng ngựa mau chóng rời đi cái này khiến người hít thở không thông địa phương nghị vương tử, mất mặt liền mất mặt đi, dù sao cũng so tự đoạn một tay mạnh, mộ dung thần lắc đầu, ra vẽ một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng, con ta vô ý mạo phạm hai vị, mong rằng các ngươi vợ chồng thứ lỗi, gian nhược nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, mười phần trọng lượng mà nói, ai nha, nghị vương tử cũng không phải cố ý, phu quân, vụ cá cược này coi như xong đi, ha ha. Xem ở ngươi tức học máu phân thượng, liền không so đo với ngươi, tiêu thừa cẩn nghe vậy, liếc nhìn một vòng đám người, nhược nhược định đoạt. Mộ dung thần sau khi nghe xong, ở trong lòng nhã rảnh, coi như các ngươi vợ chồng thức thời, đúng, đánh trước nghe một chút thần điểu sự tình, hắn thu liễm một chút thần sắc, giống như vô tình dò hỏi, bản khả hãng nghe nói, đại diễm trong hoàng cung từng xuất hiện thần điểu. Trong giọng nói có chút không kịp chờ đợi, Giang Nhược cùng tiêu thừa cẩn liếc nhau, phải, nhà ta thần phượng lại bị nhớ thương. Tiêu Thừa Cẩn nhìn xem Mộ Dung Thần, ra vẻ một bộ không hiểu bộ dáng, "Thần Điểu, chúng ta chưa nghe nói qua cái này sự tình a." À. Mộ Dung Thần cho là bọn họ cũng không biết chuyện này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, Giang Nhược vỗ một cái Tiêu Thừa Cẩn cánh tay, bật thốt lên, "Khả Hãn trong miệng Thần Điểu." "Hẳn là Phượng Hoàng." Mộ Dung Thần nghe vậy, thần sắc rất là kích động, "Đúng, chính là Phượng Hoàng." Giang Nhược thấy thế, cố ý xếp đặt làm ra một bộ thần bí bộ dáng, Phượng Hoàng xuất hiện tại Hoàng cung sự tình, chúng ta nghe nói qua, ta nhà bên đại ca hai biểu ca tại Hoàng cung người hầu, hắn nhưng là thấy tận mắt con kia Phượng Hoàng, nghe nói, con kia Phượng Hoàng dáng dấp nhưng dễ nhìn, mà lại, nó sẽ còn phun lửa, hắc hắc, người ở chỗ này nghe xong lời nói này, đều là khiếp sợ không thôi, cái gì? Đại diễm lại có thần điểu, thời khắc này gian nhược tại mộ dung thần xem ra, chính là một cái không có tâm cơ nữ nhân. Hắn cười ha ha một tiếng, các ngươi vợ chồng đường xa mà đến, bản khả hãn hẳn là tận tình địa chủ hữu nghị. Hôm nay, chúng ta dùng lễ nghi cao nhất tiếp đãi các ngươi vợ chồng. Tiêu thừa cẩn cùng gian nhược liếc nhau, ông quyền nói, như thế, chúng ta liền cảm ơn khả hãng. Mộ dung thần trở mình lên ngựa, dẫn đầu dục ngựa rời đi. Nữ nhân này biết đến cũng không ít, có lẽ, sẽ moi ra nhiều bí mật hơn. Quý Minh đi vào phụ nhân trước mặt, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, hắn hạ giọng, mẹ, bọn hắn sẽ không tổn thương ca ca cùng tỷ tỷ đi. Phụ nhân vỗ nhẹ Quý Minh bả vai, A Minh yên tâm, sẽ không. Giang nhược đối phụ nhân hai mẹ con nhẹ gật đầu, ra hiệu các nàng yên tâm. Tiêu thừa cẩn cùng Giang nhược giá ngựa, khoan thai bên váo xem xét tắc la bộ lạc. Mộ dung hồng nghị bị bộ hạ đưa đến hồ y chỗ ấy về sau, hắn bị đánh tin tức nháy mắt truyền ra ngoài tỳ nữ a châu nghe nói tin tức này về sau vội vã chạy về một tòa khác cung trướng khả đôn không tốt nghị vương tử bị người đã thương nằm tại giường êm bên trên nhắm mắt dưỡng thần đầy trác nhã lập tức bị bừng tỉnh nàng lông mày nhăn nhăn ưu nhã ngồi dậy a châu ngươi nói ai bị đã thương rồi a châu tiến lên một bước thần sắc lo lắng nói ra khả đôn nô đô tỳ vừa mới thăm dò được nghị vương tử là bị hai tên đại diễm người đã thương Nghị vương tử đã được đưa đến hồ y nơi đó đi, đầy trác nhã nghe vậy, trên mặt nổi lên vẻ tức giận, đi xem một chút, vâng, khả đôn, chủ tớ hai lòng như lửa đốt xuất cung trướng về sau, thẳng đến hồ y lều trướng, đầy trác nhã vừa đi vừa nghĩ, đại diễm người cũng dám chạy đến tác la bộ lạc địa bàn bên trên dương oai, sống được không kiên nhẫn, chương hai trăm sáu mươi, đánh xong con của ta, còn khiêu khích ta, hồ y lều trướng bên ngoài lấy một vòng người bọn hắn thấp giọng nghị luận, chúng ta nghị vương tử hướng cái kia đại diễn người đơn đấu. Vậy mà thua, cái kia tiểu bạch kiểm võ công không tệ, cho nên nghị vương tử mới có thể thua, nghe nói, ai thua ai, tự đoạn một tay, ngay sau đó, bọn hắn phát ra một trận trào phúng tiếng cười nhẹ, đầy trác nhã chậm dần bước chân, một mặt tức giận nghe bọn hắn trò chuyện, con của nàng vậy mà lại thua với một cái đại diễn người, về sau, còn thế nào tại tác la bộ lạc hỗn? Thì nữ A Châu xem xét tình huống không ổn, tiến lên một bước quát lớn, khả đôn đến, mau nhường mở. Đám người nghe vậy, tranh thủ thời gian thu liễm xem náo nhiệt thần sắc, quay người khúc cánh tay hành lễ, thuộc hạ tham kiến khả đôn. Đầy Trác Nhã hừ lạnh một tiếng, bước nhanh tiến lều trướng, thứ không biết chết sống, còn dám nhìn ta nhi náo nhiệt. A Châu liễm hạ mặt mày, theo sát tại đầy Trác Nhã sau lưng. Tại các nàng chủ tớ tiến vào lều trướng về sau, một đám người liếc mắt nhìn nhau lặng lẽ lui lại mấy bước. Chúng ta vừa mới nói lời, khả đôn đều nghe thấy. Lều trướng bên trong, đầy trách nhã nhìn xem nằm tại trên giường, mặt mũi tràn đầy là tổn thương. Mộ Dung Hồng Nghị bổ nhào qua sau liền lên tiếng khóc lớn lên. Nhi tử, ngươi đây là làm sao rồi? Là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Kỳ thật, Mộ Dung Hồng Nghị đã tỉnh, dưới mắt cái này lúng túng thời khắc, hắn cũng không dám tỉnh lại. Đến bây giờ hắn đều không nghĩ minh bạch mình tại sao lại bị cái kia tiểu bạch kiểm đánh cho không hề có lực hoàng thủ, trong lòng của hắn hối hận không thôi, hôm nay mất hết mặt mũi, về sau còn thế nào hỗn, có lẽ, hắn bị đánh bại sự tình đã truyền khắp bộ lạc, hồ y đang ở bên trong hiệu thuốc phối dược, nghe bên ngoài quỷ khóc sói gào thanh âm, nhíu mày, gào thét cái gì, lại không chết được, ha ha, lại nói, vị này đại diễm thương nhân là thật là mạnh. Hồ Y cầm điều phối tốt mấy phó thuốc, một mặt không kiên nhẫn đi vào trước giường, gặp qua khả đôn, đầy trác nhã xoa xoa nước mắt, thần sắc lo lắng hỏi, hồ y, con ta nhưng có trở ngại, hồ y hững hờ trả lời, khả đôn chớ có lo lắng, nghị vương tử ăn mấy phó khơi thông tích tụ khí tức thuốc liền tốt, A Châu tiến lên tiếp nhận hồ y trong tay mấy bao thuốc, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, tận lực giảm bớt mình tồn tại cảm. Đầy trác nhã quay đầu nhìn hai mắt nhắm nghiền mộ dung hồng nghị, vậy ta nhi làm sao còn không có tỉnh lại, hồ y nhìn xem mộ dung hồng nghị nắm chặt nắm đấm, liền biết hắn đã tỉnh lại, nghị vương tử có thể có chút mệt mệt mỏi, ngủ một giấc liền tốt. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, đầy trác nhã nghe hồ y kiểu nói này, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, nàng đối bên ngoài quát lớn, người tới, đem nghị vương tử nhất trở về dưỡng thương, thuộc hạ tuân mệnh. Ngoài trướng mấy tên tráng hán ứng thanh về sau, trơn tru đi vào trong trướng, hồ y nhìn xem mấy tên tráng hán, chỉ vào một bên cán cứu thương, không kiên nhẫn nói ra, dùng cán cứu thương khiên đi, nghị vương tử lần này bị đánh, cũng có công lao của các ngươi đi, A Châu cầm trong tay gói thuốc đưa cho một nam tử, tranh thủ thời gian thấp giọng căn dặn vài câu, mấy tên bộ hạ chụp dạ đem mộ dung hồng nghị đặt lên cán cứu thương, vội vàng rời đi, ai, sớm biết như thế. Liền không giật dây nghị vương tử cùng cái kia tiểu bạch kiểm đơn đấu đầy trác nhã ra lều trướng, nhìn xem bị khiên đi mộ dung hồng nghị, đáy mắt hiện lên một tia âm tàn, đem con trai của nàng đánh thành dạng này, mơ tưởng rời đi tác la bộ lạc. Đúng lúc này, đầy trác nhã chợt phát hiện cách đó không xa mộ dung thần sau lưng gian nhược hai người, hừ. Bọn hắn chính là đã thương nhi tử đại diễm người. Đầy trác nhã mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem gian nhược hai người, nghiến răng nghiến lợi mà nói, A à Châu, chúng ta đi qua nhìn một chút sau khi nói xong bước nhanh vội vã hướng phía cung trướng đi đến a châu nghe ngữ khí của nàng giật mình một cái ai vị này đại diễm người đem nghị vương tử đánh thành dạng này phải ngã nấm mốc giang nhược cùng tiêu thừa cẩn theo mộ dung thần tiến vào cung trướng về sau ngầm đâm đâm dò xét một chút trong trướng nhìn qua cũng không tệ lắm mộ dung thần ngồi tại trên bảo tọa về sau đối giang nhược hai người nói ra các ngươi vợ chồng mời ngồi vào tạ à khả hãng tại tỳ nữ dẫn dắt dưới, hai người thần sắc lạnh nhạt ngồi vào thượng tọa, đúng, hai vị tục danh là, tiêu thừa cẩn nghe vậy, không nhanh không chậm mà nói, tại hạ tiêu thừa, phu nhân ta gian thị, chúng ta đều là kinh thành nhân sĩ, mộ dung thần nghe được kinh thành hai chữ, trong con ngươi hiện lên một vòng tính toán tia sáng, hắn khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, đại diễm kinh thành là giàu sang nhất nơi phồn hoa, đình đài lầu các vàng son lộng lẫy không giống chúng ta tác la bộ lạc chỉ có nhìn một cái vô tận thảo nguyên gian nhược cùng tiêu thừa cẩn cái này làm sao nghe vào như thế chua đâu ngươi nếu là thích vàng son lộng lẫy hoàng cung cũng có thể chế tạo một tòa a gian nhược nhéo nhéo tiêu thừa cẩn trong lòng bàn tay lộ ra một vòng cười xấu xa nàng ho nhẹ một tiếng thiếu thiếu nói ra hy vọng tại không lâu tương lai khả hãng ngài cũng có thế kiến tạo một tòa xa hoa hành cung đem tác la bộ lạc chế tạo thành nơi phồn hoa. Mộ dung thần nghe vậy, cười ha ha vài tiếng, mượn tiêu phu nhân các ngôn, kiến tạo một tòa xa hoa hành cung, là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Có điều, cái này cần rất nhiều tài lực, nhân lực, trước mắt, bọn hắn tác la bộ lạc còn không có thực lực này, trừ phi, mộ dung thần đối bên ngoài hô một tiếng, người tới, một thị vệ đi đến, xoa ngực không lưng, một mặt cung kính nói, khả hãn, ngài có gì phân phó mộ dung thần vung tay lên, hôm nay, bản khả hãn muốn thiết yến khoản đãi đến từ đại diễm khách nhân, tranh thủ thời gian xuống dưới thu xếp, thuộc hạ tuân mệnh, thị vệ không người sau khi rời đi, cung ngoài trướng truyền đến thị vệ thanh âm, khả đôn đến, gian nhược cùng tiêu thừa cẩn phát giác được một đạo ánh mắt bất thiện, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài trướng, vị này khả đôn. Chính là vị kia nghị vương tử mẫu thân đi, nhìn một cái cái này ánh mắt hung tợn, chà chà đầy trác nhã bày ra một bộ đoan trang dáng vẻ, nện bước ưu nhã bước chân, khả hãn, thiếp thân nghe nói đến hai vị khách nhân, cố ý tới nhìn một cái, mộ dung thần đối đầy trác nhã vẫy vẫy tay, khả đôn ngươi tới vừa vặn, bản khả hãn vì ngươi giới thiệu một chút, vợ chồng bọn họ là đại diễm người, lần đầu đi ra ngoài làm ăn liền gặp một đám thổ phỉ, cho nên mới tới đến chúng ta tác la bộ lạc, đầy trác nhã nghe vậy, miễn cười đáp lại nói, hóa ra là dạng này a. À nàng tại trải qua gian nhược hai người lúc, ánh mắt rơi vào tiêu thừa cẩn gương mặt bên trên. Gian nhược, nhìn ta như vậy nhà nam nhân làm gì, con của ngươi bị chồng của ta đánh, đều là bởi vì hắn đắc ý, cái này cũng không nên trách chúng ta nha, gặp qua khải đôn. Gian nhược nhìn thẳng đầy trác nhã, ngoắt ngoắt môi, lộ ra một vòng khiêu khích nụ cười, đầy trác nhã, đánh xong con của ta, còn khiêu khích ta, quả thực là khinh người quá đáng đầy trác nhã rất nhanh thu liễm thần sắc, chậm rãi đi đến mộ dung thần bên cạnh ngồi xuống. Nàng nhìn xem ngồi ở phía dưới gian nhược cùng tiêu thừa cẩn, có ý riêng mà nói, khả hãn, vợ chồng bọn họ thật vất vả đến một chuyến, là hẳn là thật tốt, chiêu đãi một chút. Mộ dung thần từ đầy trác nhã tiến đến một khắc này, liền xem thấu ý nghĩ của nàng. Hắn thừa dịp gian nhược hai người lực chú ý không ở chỗ này thời điểm, hạ giọng nói, hồng nghị sự tình là hắn tự làm tự chịu, Ngươi không nên trêu chọc vợ chồng bọn họ, có nghe hay không?" Đầy trách nhã nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, "Khả Hãn vậy mà giữ gìn hai cái này người ngoài." Tại mộ dung thần ánh mắt cảnh cáo dưới, nàng rất nhanh che giấu không vui cảm xúc, "Khả Hãn yên tâm, nếu là Hồng Nghị đã làm sai trước, thiếp thân là sẽ không làm khó vợ chồng bọn họ, chờ ra tác la bộ lạc lại thu thập bọn họ không muộn." Giang Nhược nghe hai người nói chuyện, từ ống tay áo móc ra một cái hạt dưa nhét vào tiêu thừa cẩn trong tay hừ sẽ không làm khó chúng ta vợ chồng mới là lạ chỉ cần ngươi dám động thủ chúng ta liền sẽ không nương tay